So. Rồi. Tại sao anh lại cố tình để hai cái viên nước như thế này? Đây là một cái loại nước mắc tiền. Cái loại nước này thì nó good hơn cái loại nước thì anh lại thân dùng một cái hãng của anh lại ha. À, đây là cái hãng nước nó làm bột rất là dẻo, các bạn đắp rất là good và nó không có tăng trẻ. Còn đây là nước mau khô. Mau khô là lại xài cái bình này. Ông lại đang xài cái bình 1 galon này có mấy đồng, ba mấy đồng thôi. Đó, thì ở ngoài supply thì bên hôm nay là sẽ đắp cho mọi người thử hai loại bột như thế nào. Nó có cán bột hay không ha. Thì bây giờ là sẽ đắp Alip sẽ build. Đó, thì cái quá trình hôm nay lịch làm là lịch sẽ cố tình là gì, làm vừa đắp vừa dip. Đó, vừa đắp vừa dip. Rồi Alex sẽ lấy bột nặng 3D cho mọi người xem thử luôn ha. Đó, thì xong rồi Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách mà rảy kim tuyến hay là làm marble vậy để tùy bí. Đó, thì hôm nay những cái design này giống như là biểu diễn qua cho mọi người xem thử ha. Đây là những cái màu rất là đẹp. Bây giờ mình phải cho nó đầy bình. Rồi, mình sẽ test thử. Và cái hay nữa là cái nước qua lệch nó có cái hay nha. Đây là một cái mà có bạn nào vừa đắp bột xong để qua đêm bị cứng cỏ không? Các bạn nào qua đắp bột xong để qua đêm bị cứng cỏ không, cho nghe thứ này. Để qua đêm xong ngày mai bị cứng cỏ rồi bỏ vô nước nó mới hết cứng. Hoặc sometime phải đắp để lâu một xí rồi mới đắp. Có bạn nào bị tình trạng như vậy không? Có nghĩa là đắp bột xong làm cỏ xếp linh hết rồi, để qua đêm cái cỏ nó cứng ngắc luôn. Đó, ngày mai xài lại thấy cái cỏ nó bị cứng, mà khi dúng cho nước xâm tham thì nó mới được. À, các bạn nào bị không, có thể giơ tay ra lại không? Đây là làm cái màu rất là đẹp, đẹp lắm. Trời ơi, trời ơi, màu này là màu beast ha. Đây là sẽ chơi chơi mọi người xem thử cái nhân màu này. Jam, so beautiful color you guys can see, so nice ha. Bột mình đi coi lại cho con mình coi nha, mình thấy không? Rất là mịn. Nguyễn Thanh Trinh hả, bị cứng cỏ đúng không? Thì thường thường mấy cái bột mà cái nước này cứng cỏ là các bạn phải coi lại nha. Có thể là cái hãng nó có thể làm cái cỏ các bạn bị hư. Tại vì sao? Tại vì đôi khi nước nó cứng cỏ nó sẽ làm cái cỏ mình nó cái lông nó không có mượt ha. Thì các bạn thấy không, cái lông này Alex bảo đảm xài qua để qua đêm không bao giờ bị cứng cỏ ha. Rồi bây giờ Alex sẽ đắp thử cho mọi người design thử, bên cạnh đó Alex sẽ hướng dẫn mọi người làm cái này ha. Thì hôm nay Alex sẽ làm được cái tip thôi. Visual for you Alex, ok thank you. So today I want to show them how to do with the dry liquid and the slow liquid. This one is dry really fast liquid. But when you're using my product, you don't have to worry about the product. Like the powder they try to pass or whatever, but my powder is very easy to control. You can use with anything liquid, any molecule you like. So hopefully, so I can show you guys the tested how to do it. Okay, so I have more some color here. Okay, rồi bây giờ Alex sẽ đắp thử cho mọi người xem thử ha. Mọi người chuẩn bị chưa? Thì bây giờ Alex sẽ lắp cho các bạn coi thử là thêm một màu nước nữa. Rồi bây giờ là sử dụng cái màu nút pin này ha. Cái nút pin này là dành để đắp cho những cái màu mà cán liquid ha. So là sử dụng nước màu khô. So this one I using the dry liquid ha. Là sẽ làm thử một cái ombre vàng đi. Để sẽ làm mẫu thứ ha. Các thấy không? Lịch bỏ lên. Rất là nhẹ nhàng ha. So, you see. Đó, đắp một cái khuôn tròn vậy. Các thấy không? Đó, các bạn put ra. You see ha. Put hai bên thôi. Bột nó tự động nó cong ra. Giữa cái. Những cái see. Wow. Thấy không? Cái bột có lịch nó có cái hay, nó không cán liquid. Hả? Còn nếu các bạn đắp đúng cái liquid của nó nữa là cực kỳ good luôn. Glacia muy buena computer. Oh Glacia. So Natras clean the side left side, các bạn thấy không? Rồi bây giờ là sử dụng cái màu nút pin là đắp thử ha.
Thường thường á, hôm nay cũng là một cái bài lý thuyết rất là hay mà Alex muốn chia sẻ cho mọi người. Những bạn xài liquid máu khô mà đắp ombre không có được. Các bạn nhớ khi các bạn làm ombre á, các bạn nhớ nếu đắp liquid máu khô là các bạn phải ăn điểm. So, when using the liquid very fast, so you have to be really quickly when you apply the pink powder. Because if you not quick, the powder dry very quickly. Nếu mà các bạn làm bột máu khô, các bạn nhớ cho Alex nha. Bỏ lên là kéo liền. Và khi lấy lên, các bạn nhớ tránh hạn chế khi là các bạn làm ombre, các bạn muốn lấy chuẩn, các bạn phải nhớ những cái thao tác ở chị Alex chia sẻ này. Để lên cái đúng không? Thì cái thứ hai cũng vậy, cũng phải để ở đây. Đó, thấy không? Nó phải lấy đi từng bậc vậy á, thì cái bột nó đẹp hơn và nó đều hơn. Chứ không được lúng đèn cái. Và thứ hai nó tránh hạn chế, các bạn nhớ nha, đừng bao giờ để cọ mà để lấy bột bên này là thua. Các bạn làm vậy á, các bạn làm khó cho mình thôi đó. Thường thường á, các bạn làm ombre, một cái thích anh là chia sẻ cho mọi người á, dùng cọ số càng nhỏ thì làm ombre nó càng đẹp. Tại vì sao? Tránh hạn chế cái trường hợp bè như thế này. Các bạn làm bò mà em chèm bè như thế này á, thì làm ombre không có đẹp. Thì đây là cái mà anh là chia sẻ cho mọi người. Thì anh là sẽ dùng một cái cọ số nhỏ hơn. Thì giả lại sử dụng một cái cọ gọi là chưa bóp ha. Này. Để thấy. Các bạn nhìn thấy à, này. Các bạn thấy các bạn sẽ mua một những cái cọ nào mà nó như thế này này ha. Nó phải làm như thế này, các bạn làm ở với nó đẹp. Những bạn nào mà làm bột lâu năm rồi, các bạn đã làm qua thì có đúng giống gì Alex nói không? Đúng không? Tại vì nó tròn nó cong vậy, các bạn làm ở đây nó đẹp lắm biết sao. Nó vừa bỏ lên đấy không thì nó không có bự, hai bên này các bạn léo ra rất là đều, nó rất là đều, nhưng mà nó bự quá thì nó sẽ bị ha. Đó, thường thường các bạn làm cọ số 14, 16 là ok. Đó là cái mình muốn chia sẻ, đây là cái mẹo là chia sẻ nha. Nếu mà làm ombre đẹp hơn nữa thì nên dùng cọ số nhỏ hơn xí, và thứ hai là cái lòng phải được như vậy. Đó, còn mà được như vậy là coi như là tùy theo những người khách đó, những thợ lâu năm họ mới nhanh tay họ mới dịch thôi. Còn các bạn yếu tay nghề mà các bạn xài cái cọ như thế này, các bạn làm ombre nó không có đẹp. Tại vì sao? Tại vì nó bự quá. Đó. Rồi bây giờ là sẽ kéo cho mọi người xem thử ha. Nói chung là cái live Alex tuy nó đơn giản nhưng mà nó có thể là sẽ chia sẻ những cái mà cơ bản, những cái mà các bạn có thể giúp rất là nhiều, và thứ hai các bạn có thể làm rất là nhiều tiền trong tiệm nail của mình ha. Bây giờ nó là có mình chỉ nhận là các Alex sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Này, các bạn bỏ lên, ví dụ đây là một cái thành phần này, là các bạn bỏ lên đây đi không đó, các bạn ví dụ các bạn bỏ lên đây đó, ví dụ như tip là chia 7 phần, so you guys have 10 number 1 to 7, các bạn apply một 7 phần đúng không? Thì khi các bạn apply cái ombre, các bạn nhớ ra là đắp bột, các bạn muốn ombre đẹp á, đừng bao giờ, nếu các bạn đắp 10 ngón nha, các bạn đừng bao giờ làm ngón này xong các bạn làm om luôn đây luôn. Các bạn làm vậy á, đôi khi xăm xăm nó cũng đẹp biết sao. Tại vì cái liquid nó chưa khô á, các bạn làm cái nước thứ hai nó sẽ giặt cái màu ở dưới lên, nó không có đẹp. Bởi đa phần các bạn cứ làm hết 10 ngón các bạn làm sẽ đẹp hơn. Và cái thứ hai nữa, kéo ombre các bạn nhớ nha, 3 phần thì các bạn bỏ cái pin á, khi mọc pin lên nó phải đi qua số 7 nha, đụng ngay số 6, từ số 6 các bạn mới vuốt ra. Chứ các bạn không được vuốt ngay cho số 7 thì nó sẽ lòi cái pin ra liền. Các bạn hiểu ý là nói không? Có nghĩa 3 phần, ví dụ 7, 8, 9, 10, so you guys put the pink powder right number 8. After that you hit number 7 and you hit number 6. After number 6 you using the baby brush, so you push out. So that's why the ombre come out is more perfect. Các bạn nhớ nha. Ombre các bạn nhớ xài ra là nhớ này. Xài 1 tới 10 đúng không? Chỉ xài 8 phần trở lưu của cỏ thôi này. Để vậy này ha. Các bạn kéo ra mới đẹp. Này, vậy thôi nha. Các bạn làm vậy. Còn có nếu các bạn làm cái cỏ đứng cái mũi cỏ, các bạn phải kéo cực kỳ nhẹ. Còn nếu các bạn làm mạnh quá thì nó đi nguyên cả chì lẫn chài. Đó, thì bây giờ Alex sẽ làm ví dụ này. Ha. You guys see, I can show you guys. Alex sẽ lấy liquid low quality ví dụ cho mọi người xem này ha. Các bạn sẽ bỏ lên đúng không? Các bạn sẽ bỏ lên. Ha. Alex sẽ làm cực kỳ chậm này. You see? Không, cái bột nó phải đi xuống này, ở giữa nó phải nhiều hơn hai bên, các bạn thấy không? Nó phải nhiều hai bên này. Sau lúc đó các bạn phải dùng cái thanh cọ này, các bạn thấy không? Dùng cái thanh cọ này, thấy không? Dùng đây này, kéo ra. Các bạn thấy không? Các bạn kéo các bạn thấy nó khác không? Còn nếu các bạn để mũi cọ các bạn kéo này, thấy chưa? Sai. Bởi vì tại sao nó bị lòi? Nhớ nha. Có gì các bạn phải dùng gì? Các bạn phải dùng thanh cọ này, có sẽ là một lần này. So you guys put it on it. Ha. Các bạn phải làm sao ở giữa nhiều hơn hai bên. Ở giữa nhiều hơn hai bên, các bạn hiểu ý nghĩa này nói không? Có này, nhìn ở giữa này, hai bên này ha. Ví dụ cái cỏ nó cong này, tại sao lại nói cái cỏ cong này? Quán này, chu này, ha. Ở giữa này, đừng bao giờ đập cỏ nha, để ngang này, múc thì số 8 này. Kéo xuống các bạn thấy không? Tự động nó sẽ mượt ra, thấy chưa?
rất là điều ha. Nhớ đừng bao giờ đành dậy, đừng bao giờ vút kiểu dậy. So it's wrong. So a lot of people they always do like that. That's why the armory is always messed up. And the second thing too, you guys have to using the liquid is dry slow. So because you guys using the dry liquid, you guys have to do quickly. If you guys don't do quickly, they quickly they try really fast ha. Đó, rồi bây giờ là sẽ đắp cho mọi người xem thử nha. Nè, nhớ những gia là dạy rồi đúng không? Rồi bây giờ là sẽ bỏ lên này ha. Bột nha, nè nhìn nè, còn thấy không? One ha, chú nè, lấy theo từng bậc các bạn thấy không? Cục bột cái nào nó cũng đều hết, chú trí thấy không? Rất là đều. Các bạn nhớ lấy bột đừng bao giờ có bột bên này hết và chỉ có một bên này thôi. Đó, các bạn thấy không? Lại lấy từng bậc như vậy các bạn thấy không? Tiết kiệm được bậc và tiết kiệm được bột, và thứ hai các bạn không bị mất sấp trong này. Đừng có thọt đây một cái ha. Các bạn thấy không? Nhiều quá. Rồi bên này một cái. Rồi nhiều quá thấy chưa? Bởi tại sao có nhiều người có thể làm bột rất là đẹp nhưng mà khi làm ombre thì có cái cục to, có cái móng thai cục nó, cái móng nó hơi mập, có cái móng nó hơi ốm mà không biết nguyên nhân tại sao hết. Tại vì các bạn lấy bột bị chỗ to chỗ nhỏ. Đó, các bạn phải nhớ cho lại tới phải lấy này, thấy không? Các bạn lấy theo từng bậc vậy, Alex bảo đảm cho mọi người luôn á, lấy ra cái nào y chang cái đó, đắp bột lên tương đương giống nhau hết, các bạn thấy không? You guys see it, everything is even. So if you guys use too big right here and too right here, so that's why you guys mess up all the ombre. Sometimes you guys make ombre really crazy, but you know like the nail is really fast. So nhớ nha. Rồi bây giờ là sẽ bỏ lên nè ha. Nhẹ nhàng. Các bạn thấy không? Bỏ lên nè ha. Đó. Các bạn thấy không? Giữ 3 giây. Thấy không? Giữ 3 giây thì các bạn nhìn nó lệch làm nha. Nè, giữ này. Nè, các bạn thấy không? Ở giữa nhiều này, ở giữa nhiều này, Alex sẽ vút nhẹ ra này, thấy không? Bên này vút nhẹ ra, bên này vút nhẹ ra. Thấy không? Nhẹ nhàng thôi. Nhớ nha, đừng bao giờ kéo vậy. Sai hoàn toàn, nhớ nha. Đừng bao giờ dùng mũi gì? Đừng bao giờ dùng mũi cọ. Nếu các bạn dùng mũi cọ, các bạn phải làm gì? Các bạn phải làm cực kỳ nhẹ ơi là nhẹ. Còn các bạn mà làm mạnh đó, coi như là Alex bó tay. Alex sẽ show lại mọi người xem thử nha. Này. So, I guess very gentle. Này. Tay ở thời tiết hơi lạnh đúng không? Bỏ lên. So I have to keep like that. Make it go very quickly. Không, ở giữa nhiều hơn hai bên, các bạn nhìn chưa? Thấy chưa? Này, các bạn put ra này, nhẹ này, mí cọ này, mí cọ này ha. Đây này, put này, nhớ dùng thân cọ này, put ra. Các bạn thấy không? Đẹp không? Đó, khi các bạn dùng thân cọ các bạn put ra, cái bột rất là đẹp, rất là đẹp. Các bạn thấy không? Đó, ombre là ombre, thấy chưa? Nó không có bị, thấy chưa? Đó, còn nếu mà các bạn dùng thân cọ coi như các bạn làm bị sai nha. Này, thấy không? Này, nhìn nó là vuốt này ha. Này. Các bạn thấy không? Nó là sử dụng đây này, kéo xuống. Có nghĩa là cái tay các bạn kéo này, kéo lên vậy các bạn không được kéo cái tay xuống vậy. Số các bạn là kéo vậy coi như là đi quán chị lấn chài nha. Các bạn thấy không? Ra rất là đều, rất là đẹp ha. Rồi. Đó là cái thứ nhất ha. Bây giờ Alex sẽ đắp cái nước mau khô này ha. So right now I using the dry liquid. Đó. Bây giờ Alex sử dụng liquid mau khô ha. Hồi nãy là pink đúng không? Bây giờ Alex sẽ làm cái màu lên đi. À, làm cái màu nữa cho đẹp nè ha. Thank you for your tip. Oh, thank you, you welcome ha. Bây giờ nè ha, nói chung thì Alex chia sẻ những cái gì có thể những bạn nào mà đã làm được và đã thấy tay nghề mình lên thì Alex hy vọng sau này các bạn có thể chia sẻ những người đến sau nhé. Đó là một cái mà Alex muốn mong mỏi cho mọi người thôi. Này, nhẹ này các bạn thấy không? Alex chỉ vuốt hai bên này, thấy không? Khi các bạn vuốt cọ hai bên là các bạn thấy không? Cái cọ mình nó sẽ ô như này. Xấu, các bạn không cần phải đập ở giữa này nhiều quá hay là các bạn có o bế nhiều quá, các bạn biết sao không? Tại vì nó làm cho cái bột mình bị sẹp đi, các bạn thấy không? Đó, cái bột Alex, cái nước, cái bột Alex nó không kén liquid, thấy không? Alex dùng liquid lau khô nha. Xấu, right now này, Alex sẽ biết là cái đắp cái pin mau khô đúng không? Bây giờ này, Alex sẽ bỏ lên liền này. Các bạn nhớ nha, khi các bạn đắp bột mau khô, các bạn nhớ phải lấy cục bột cho đúng. Các bạn phải lấy sao là một cái là chết người. Có nghĩa là sao lấy lên sao mà nó đẹp như thế này, bỏ lên cái nó vừa y. Chứ không phải lấy lên nó không có vừa y, biết sao? Tại nhiều người lấy lên không có vừa y rồi ngồi chỉnh nó khô rồi. Nó khô rồi sao mà kéo ombre nữa được không? Đúng không? Tại vì mình chỉnh qua chỉnh về nó khô rồi đúng không? Thì các bạn nhớ này, một cái ghi điểm là gì? Bỏ lên thấy không? Bỏ lên này ha, kéo ra. Thấy không? Kéo ra, kéo luôn. Còn thấy không? Một cái ghi điểm, các bạn thấy chưa? Một cái là ghi điểm. Thấy không? Cực kỳ đẹp không? Đó, có nghĩa bỏ lên là cái một cái là ghi điểm liền. Có nghĩa là các bạn bỏ lên phải kéo liền, các bạn thấy không? Nó cực kỳ đẹp. You guys see it? Thấy không? Đó. Muốn làm để thêm một lần đúng không?
Những cái này chập nữa là sẽ đắp cái kia cho mọi người xem thử nha. Này. Nếu mà bản thân Alex giống như mà đi thi á hay là cái gì á thì Alex sẽ dùng nước lau khô. Tại vì Alex cần để cái thời gian ha. Rồi bây giờ Alex sẽ làm lại thêm một lần cho mọi người xem thử màu vàng này ha. So I do again one more time, I can show you guys try liquid ha. Này, các bạn thấy không? Bột các bạn muốn đắp bột cục bột đẹp các bạn phải bỏ vô giữ 3 giây đã các bạn mới lấy ra thì tất nhiên khi bột khi nào nó cũng đẹp hết. Còn các bạn bỏ vô liền á, các bạn cấy lên liền á là cái bột nó bị dịch liền ha. Bỏ vô các bạn thấy không? Cái cuticle nó đẹp rồi, bây giờ Alex mới thực hiện cái điều ước giản đơn qua Alex ha. Vuốt mỏng ở đây này, ở đây cực kỳ mỏng. Nhưng vô rồi các bạn sẽ dùng thanh cọ vuốt xuống này ha, nhẹ nhàng. Các bạn thấy không? Nhớ đừng dùng mũi cọ vuốt xuống. You can see it. It's very nice ha. Vuốt xuống. Vuốt xuống. Các bạn có thể giúp Alex share cái video dùng Alex được không? Các bạn nhớ nha. Nhìn mặt đẹp hơn phong đại ca, đúng rồi. Đó, thì các bạn làm cái cách của Alex á, Alex bảo đảm á, cái bột nó ra có độ cong đàng hoàng. Alex biết á, có nhiều bạn nó kéo cái kia nhưng mà không có ra được độ cong. Đúng không? Tại sao các bạn thích, tại sao mà Alex cố tình vuốt hai bên vô để ở giữa, Alex vuốt sau á. Đó, ombre á, là có thể nhiều người vuốt ở giữa xong rồi vuốt ở bên hai bên cũng được. Miễn sao mà các bạn làm sao mà ra ombre là được rồi. Nếu mà ra không ra được độ cong thì các bạn có thể build feel bột clear giống được này. Ha. Sau bây giờ này, nhắm một cái là chết. Nhắm một cái là chết này, có nghĩa là gì? Có nghĩa là bỏ vô cái kéo ra là phải ra ombre liền. Các bạn không được thời gian nha. Các bạn phải lấy sao cho nó đẹp. So, nhìn nè, Alex sẽ bỏ vô ha. Bỏ vô. Bỏ lên nè ha. Thấy không? Bỏ lên. Kéo liền ha. Không có chần chừ, các bạn thấy không? Kéo liền. Thế là thấy chưa? Kéo liền là các bạn phải kéo liền chứ các bạn không có bỏ lên nữa, tại vì Alex bỏ bột lên là Alex đã có cái hàm ý là Alex muốn cố gắng làm cho nó tròn, nó đều hai bên khi cồ rồi thì Alex không có chỉnh sửa, đúng không? Đó, đó là Alex đã cố tình rồi, thấy không? Alex chỉ chỉnh nó nữa. Còn các bạn mà bỏ cái cục bột lên, đúng không các bạn này? Chắc các bạn lấy đi. Ví dụ các bạn lấy kiểu gì đi, các bạn bỏ lên. Các bạn chỉnh này. Ôi trời, chỉnh qua chỉnh về. Rồi nó khô cha xong mà kéo nữa, đúng không? Đây là cái bột đắp lại, nó khô rồi, đúng không? Các bạn chỉnh vậy nó khô rồi. Bởi tại sao các bạn kéo ombre nó bị đơ? Tại vì các bạn đã dùng nước lâu khô rồi. Mà các bạn chỉnh nữa là coi như là các bạn thua. À, nhớ nha. Đó là một cái bài học mà Alex muốn chia sẻ cho những bạn nào mà kéo ombre mà bị messed up. Thay vì đó, Alex cũng chia sẻ cho mọi người cũng là một cái bài toán hay lắm. Tại vì các bạn thấy không? Này. Wow, cái màu đẹp quá, cái màu này Alex không biết màu này đẹp quá trời mất anh này. Màu này màu số 136 đắp với màu nút phiên đẹp quá. Các bạn thấy màu đẹp không? Cực kỳ đẹp ha. Đó. Rồi Alex sẽ bỏ xếp cái màu cho mọi người xem thử. Alex sẽ xếp lên đây. Đó, để sơ qua. Trời, thấy màu vàng Alex làm thấy chưa? Đẹp không? Đó, Alex sẽ để qua tập, Alex sẽ làm mấy cái mẫu kia cho mọi người xem thử ha. Rồi. Đó, đó là những cái Alex chia sẻ. Còn các bạn muốn làm nước I wish know where you looking beautiful, say but it's beautiful. Oh, thank you, Contassi. So I just translate because the technique how to do on way with the dry liquid and fast liquid. Ha, đó. Rồi. Bây giờ Alex, các bạn nhớ nha, những cái màu mà ví dụ đậm thì các bạn nhớ cho Alex một điều là phải bỏ thêm xí clear cho các bạn làm, nó khỏe lắm. Rồi bây giờ Alex sẽ làm thử cho mọi người xem thử là cái marble đi ha. Đó thì marble ngày xưa giờ thì nó rất là dễ kiếm tiền, và thứ hai nữa rất là nhiều bạn bây giờ xài marble. Đó thì Alex sẽ làm cái marble cho mọi người xem thử như thế nào. Đó thì hôm nay Alex có mấy cái lưới này, những bạn nào mà chưa có lưới này có thể lên website Alex mua order mấy cái lưới này về xài ha. Đó thì Alex sẽ cắt sơ qua Alex làm cho mọi người xem thử. I can show you guys how to do this design ha. Mọi người có thể giúp Alex share cái video này nhé. Thank you mọi người rất là nhiều. À, Trang ấy, Trang lấy giùm Alex mấy cái vạch kim tuyến được không? Sau, so, Alex sẽ vô sâu dưới cái màu này ha. Hoặc là Alex sẽ dưới cái màu purple hả? Nó kim tuyến, kim tuyến nhỏ, kim tuyến mới cũng được. Chị lấy mấy cái hộp nhỏ nhỏ cho em đi. Thank you chị. Dạ. Nó no, cái kia này, cái bộ. Ok, các bạn nhìn Alex làm lại cho mọi người xem thử ha. Đây là một cái màu nút chính ở bên công ty Alex á. Màu này là các bạn vừa làm tất cả các màu ombre với bột màu, các bạn thấy không? Ombre với bột màu. Đó, thì Alex sẽ làm một cái màu bột ombre riêng như thế này. Rồi bây giờ Alex sẽ làm thử ombre hai màu thử đi. Alex sẽ làm thử cái marble cái này nè ha. Đó, Trang lấy cho Alex vài cái chai treo marble đi ha. Rồi.
Trang thấy cái hộp bột à, Trang thấy cái à. Đó. Là test cái màu thử, coi thử cái màu như thế nào ha. Các bạn nhớ cái marble là các bạn nhớ nha. Các bạn không cần phải làm theo một cái điểm chuẩn nào đó ha. Marble là gì mà là mình cảm thấy đẹp, mình cảm thấy nó ý đúng ý của mình là mình thấy ở nó ra marble. Các bạn không cần phải làm theo giống nha lệ hay giống người kia ha. À, cái bột đó thì nó khó hơn một xí cái kia nha. Hai Tấn Nguyễn happy bác happy birthday bác Alex. Oh, thank you nha. Thì hôm nay Alex sẽ làm thử cái lưới cho mấy cái này cho mọi người xem thử. I can show you guys the tricks how to do design today with this sparkler đó. So Alex có một cái marble này rất là hay, Alex muốn chia sẻ cho mọi người á. Thì những bạn nào mà chưa biết làm marble á thì có thể nhìn theo cách Alex làm nha. Tại vì mấy hôm nay cũng có nhiều bạn nhắn tin là rất là nhiều thì anh lại sẽ chia sẻ cho mọi người ha. Rồi các bạn nhìn anh lại biểu diễn cái này nha. Bây giờ anh lại sẽ phối cái lưới này ha. Anh lại sẽ dùng cái loại kim tuyến này, anh lại sẽ làm ra một cái tác phẩm của một cái nail khác nha. Đại khái như anh lại sử dụng hai màu này, anh lại sẽ quấy lên này, ha. Anh lại sẽ bỏ ở đây, thấy không, sẽ bỏ ở đây đó. Các bạn sẽ kéo ra, số push down, các bạn thấy chưa? Đó, các bạn nhớ trong cái design con cái đó là các bạn phải nhanh tí, ha. Các bạn nhớ thêm tí về thứ hai nữa là cái độ bóng nó phải ở đây này, nó phải tròn hết ha. Đó, xong rồi là sẽ bỏ cái lưới lên. Khi các bạn bỏ cái lưới lên đó, các bạn đợi cho nó khô xí nha. You guys push down lại đặt ha, nhẹ nhàng. Đừng bỏ cao quá, các bạn thấy không? Bỏ xứ giữ lâu xí cho lại ha. And this one too. Như thế này ha. Các bạn giữ lâu xí để mình gì biết không, để cho nó khô đã. À, còn giữ khô chứ con thấy không? Cái lưới có cái hay là nó nằm để đâu nằm đó, nó không kiểu mà nhay giống như cái lưới khác ha. À, sau này sẽ cắt ra, các bạn có thể cắt ra hay là các bạn đợi cho nó khô được tùy các bạn thôi. À, cắt ra là lại sợ rớt vô bột. À, là cắt ra ha, cắt thẳng là à, cái này các bạn làm anh design rất là dễ ha. À, ngày hôm qua có rất là nhiều bạn nộp bài giao lệch, anh sẽ cảm ơn những bạn đã nộp bài giao lệch nha. À, đã làm được những design rồi cũng khoe những cái thành tích. À, tại vì các bạn thấy không, à, mình cứ làm là mình sẽ có tiền ha. Rồi bây giờ anh sẽ khóa ở đây, anh sẽ khóa một xí ở đây, anh sẽ dùng hai màu, anh sẽ khóa ở đây, anh sẽ khóa thành góc đây nha, thấy không, khóa lại kéo ra. À, các bạn thấy không? Đó, bây giờ là không thấy thằng trên nữa rồi đó. Rồi. Xong. À, Trang ấy. You have the clear. Ha. Rồi bây giờ anh sẽ bỏ một cái kim tuyến này nè. Anh sẽ bỏ cái kim tuyến này lên đó. Nó sẽ hiện ra màu khác này ha. Bỏ lại một xí clear đi. Nè. Yeah. Các bạn thấy không? Cái kim tuyến này là cái kim tuyến 3D ha. Cái này sẽ hiện ra màu khác này ha. Đó. Xuống đây nữa thì các bạn ví dụ nha, lại thích lại có tương tự đầu ở mình sẽ làm một xí màu đen đen gì đây nè. À, tùy mọi người ha. À, mình xuống xí nữa. À, nói chung là trong cái design, à, xong rồi khi Alex làm á, Alex sẽ có một cái idea nữa là Alex sẽ dùng cái loại kim tuyến này bỏ lên cho nó khác cái xí thằng kia xí ha. À, thấy không, nó ra màu gold ha, nó ra màu gold. À, thấy không, rồi xong rồi ha. Rồi happy birthday, oh thank you Ngọc nha, hôm nay mát bộ quá trời luôn, thank you Ngọc ha, thank you mọi người. Là Alex có thể dùng, Alex sẽ dùng cái chai marble để làm nha. À, các bạn có thể thấy những idea Alex là những cái sáng tạo của Alex, các bạn có thể học thêm. À, còn thấy có nhiều người họ làm những cái tác phẩm rất là đẹp mà các bạn không biết tại sao nó ra như vậy đúng không, thì đây Alex sẽ chia sẻ cho các bạn những cái technique, những cái kỹ thuật đó này. Ở đây bạn thấy không, ra bên đá này ha. À, các bạn thêm mini design marble cho các bạn đắp bột lên, trời ơi đẹp lắm, các bạn nhìn ra ngoài á, các bạn sẽ yêu ơi là yêu ha. Hôm nay là lịch tròn là 28 tuổi, cũng như là già thêm một tuổi nữa rồi ha. À, rồi mình sẽ bỏ thêm một xí màu vô nữa, các bạn nhớ nha, màu nó phải phù hợp chứ không phải màu nào cũng bỏ lên nha. À, thấy không, à, rồi xong rồi. À, em ra một cái design khác như thế này ha, là các bạn bỏ lên gì vô, các bạn it's very nice, happy birthday ha.
Rồi bây giờ này, xong rồi á, các bạn có thể bỏ một xí, xong rồi các bạn thấy không, các bạn thích rồi đúng không? Các bạn có thể khóa bột lại hay là các bạn bỏ thêm một xí clear vô cũng được nè. Các bạn sẽ học hỏi rất lực ở những cái thích rất là nhiều ha. Thì anh sẽ chia sẻ cho mọi người về lũng tiền. Này, thấy không, bỏ kim tuyến bột vô, nhẹ nhàng. Trời ơi, cái này chắc bỏ treo lên nữa chứ có hiện những cái tuyến rất là đẹp ha. Các bạn có question gì cứ hỏi ha. Có question gì cứ hỏi à lên. So, any question you guys let me add me, just add me, ok. So, này các bạn thấy không, đẹp, có trời đẹp luôn. Trời ơi. Đó. Chàng phót cái, chàng phót cái hình mã lại sang lại phót nhớ không. Cái easy point nhớ không. Chàng phót lên đi ha. Cho mọi người đi, tới có lịch làm live luôn á. Chẳng biết cái sticker một cái mà dán cái bột keo không? Chẳng keo không? Nhớ không? Keo sticker bột á, keo mà glue cho móng á, các bạn thấy không? Nó cực kỳ đẹp ha, này. Đẹp không? Nó marble mà các bạn có thể làm trong một cái tác phẩm như thế ha. Đó. Sẽ bỏ đây cho mọi người xem thử. Rồi. Rồi đó là cái thứ nhất ha. Rồi bây giờ Alex sẽ làm thử cái Alex sẽ đắp thử 4 ngón. Alex sẽ làm thử cái một cái nữa là Alex sẽ làm bằng cái bột trắng. Bột trắng Alex sẽ làm khom cho mọi người xem thử ha. Thì hôm nay là có một cái khom mới mà Alex muốn chia sẻ cho mọi người. Thì bây giờ Alex sẽ làm thử mấy màu trước đây. Đây là cái màu lavender. Vuốt xuống ha, vuốt xuống. Là sẽ làm mỏng thôi, làm món dài dán podium, ok. Cặp nữa là bây giờ là sẽ làm dài, anh lại sẽ đắp single rồi xong lại là làm phôi cho mọi người xem thử nha. Thì hôm nay có một cái phôi nữa là sẽ chia sẻ cho mọi người. Trang upgrade cái easy phôi lên nha Trang. Trang upgrade dùm má lệch nha. Thì hôm nay là sẽ làm cái easy phôi cho mọi người xem thử ha. Mình sẽ bỏ đây. À, mọi người sẽ học đó, mọi người sẽ thấy những cái thích rất là nhiều. Rồi là sẽ làm thêm vài cái nữa, là sẽ làm thì làm bằng khom nha. Các bạn thấy không, liquid penalty là nó không có, bộ penalty nó không có kén chọn nha. Và thứ hai màu ra rất là tươi và rất là chuẩn. Alex không có nói 100%, nhưng mà bảo đảm cho mọi người là 90% là đa phần là không có bị. Cũng có một hai màu bị, nhưng mà các bạn khi mình kéo ra là nó sẽ bị mất nha. Không có hiện hiện tượng giống như là quá lỗi. Quá dẻo. Anh sẽ làm qua mấy cái mẫu chập nó là trà khom cho mọi người. Cô bác nào mà bị khom chóc, là bị làm hay bị mang vốn rồi, thì anh sẽ chia sẻ cho mọi người những cái thích thích đó nha. Rồi mọi người có thể nhìn vào đó rồi có thể làm ha. Hoặc là hy vọng mọi người sẽ đem về rất là nhiều cái thu nhập cho cái tiệm mình ha. Còn đây là màu hot pink. Đó, hot pink. Wow, cái màu hot pink này tươi quá. Mình thấy không? Còn nhớ đừng bao giờ, đa phần nhiều người tại sao làm bột không có đồ công, biết sao không? Bột các bạn chưa có làm ở đây chuẩn mà các bạn cứ để cho nó xuống như này ha. Rồi khi các bạn vuốt lên, các bạn vuốt bột xuống rồi các bạn đâu còn cái đồ công ở giữa đúng không? Các bạn phải làm sao để giữ bột ở đây đã, bây giờ các bạn phải vuốt xuống này, thấy chưa? Đó, bây giờ bột nó sẽ này, tập trung này, các bạn thấy không? Tự động nó sẽ cong ở giữa này ha. Bởi vì các bạn cứ để bột nó chạy xuống rồi tập nó, bột ở trên nó có rồi, khi các bạn không đưa lên lại được. Bởi vì khi các bạn đắp cái bột ra, cái neo nó rất là bị bè. Mà các bạn không biết nguyên nhân tại sao. Đó, bởi vì các bạn nhớ nha, phải giữ bột cho đó đã. Rồi khi nó đã chuẩn trên đã, các bạn thấy không? Vuốt xuống đâu có muộn đâu, đúng không? Không có muộn. Ví dụ như liquid mau khô thì các bạn bỏ đúng ngay ở giữa thôi, đúng không? Các bạn đừng có để nó cao quá. Rồi, hai cái nữa ha. Rồi, các bạn muốn hỏi gì, các bạn muốn hỏi gì à? Lisa 22 sinh nhật vui vẻ, thank you chị nha. Em design kiểu vân đá cho em coi hả? Ok, muốn design kiểu vân đá đúng không? Ok, các bạn có xem mình cho mọi người xem kia design kiểu vân đá nha. Kiểu vân đá, trời ơi, ok, come on. Vân đá. Trang ơi. Đây.
Đây là cái lưới các bạn cũng làm lần nhiều lần cũng biết là đúng không? Đó, vân đá, để là lấy cái vân đá để mình xem. Thank you chị Thơm Mỹ ha, chị Thơm Mỹ dễ thương quá. Thank you chị nhiều nhé. Trời, hôm nay là nhận rất là nhiều lời chúc mừng birthday, rất là nhiều, sáng ngủ dậy quá trời tin nhắn luôn. Nói chung là cảm ơn rất là nhiều. Thì nói chi những cái là chia sẻ đây thì cũng giống như là mọi người gửi tặng Alex những cái tình cảm, những cái mà như vậy thì Alex rất là quý, rất là quý. Alex cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành cái tình cảm cho Alex ha. Rồi bây giờ Alex sẽ đắp thử cái vân đá gì đã em yêu cầu đúng không? Thì bây giờ Alex cũng có, nhưng mà Alex sẽ làm ra vài thử vài cái để thử ha. Vân đá thì Alex cũng có làm nhiều lắm. Alex sẽ bỏ sơ qua mấy cái này ra cho mọi người xem thử rồi vân đá đúng không? Thì đây là những cái mà những cái marble Alex đã làm sẵn rồi nè. Nó tùy theo mỗi cái ọ các bạn làm ha. Rồi bây giờ để Alex làm vân đá ha, vân đá đúng không? Để Alex đi lấy cái giấy phôi rồi nha. Ok mọi người chuẩn bị chưa? Rồi bây giờ Alex sẽ làm cái foil cho em bé gì là yêu cầu nha. Đã đây là cái giấy này ha. Khi cái giấy này mà xong rồi á thì chỉ dũa sơ qua thôi, giống cái này. Các bạn thấy không? Khi mà xong như thế này rồi Alex sẽ dũa sơ qua này. Alex sẽ bỏ treo cho mọi người xem thử nha. Các bạn đợi Alex xí nha, để Alex đi lấy cái giấy foil rồi. Tại vì đây là cái câu hỏi ngoài cái like nên là cũng đáp ứng cho em luôn ha. Các bạn thấy không, cái bột bên Alex có cái hay á, là khi mà nó khô rồi nó cứng ngắt à, nó không có kiểu mềm 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 hay là câu thời gian các bạn nha. Có cái hay về cái nước bột cũng vậy nữa nó cứng ngắt rồi ha. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ sơ qua, Alex sẽ bỏ treo cho mọi người xem thử. Rồi mọi người nhìn thử cái màu nó đẹp không nha. Alex sử dụng cái loại treo này ha. Thì cái loại treo này nó là foil one đó, nó vừa dùng cho dip, vừa dùng cho com, rồi vừa dùng cho bột màu luôn này. Các bạn nhìn nha, có Alex có bỏ lớp clear rồi, có Alex này Alex đắp lên rồi nè, nhìn nè ha, các bạn nhìn này. Cái treo này là có một cái là nó không có chảy, thấy đẹp không? Quá trời đẹp luôn, nó giống như đá cẩm thạch vậy đó. Giống như y chang đá cẩm thạch luôn. Vuốt giữa đằng cái này các bạn nhớ nha, vuốt giữa đằng cái nha, ở giữa đằng cái việc clear này ha. Các bạn thấy marble đẹp không? Nó xịn lên ha, xịn lên. Nó sẽ vuốt xếp bên này cái, bỏ vô đèn cái nữa cho nó sáng lên. Tại vì bỏ vô đèn cái được là cái bột nó khô nó sẽ sáng hơn nữa. Bên bạn có bánh bột này có đắp đắp hoa được nha, được được, bột ra để đắp hoa được luôn.
Cảm thấy không? À, đó. Các bạn thấy không? Kim tuyến nó hai, các bạn nhìn vô cái hũ này các bạn thấy nó giống nhau nhưng mà khi các bạn đắp lên nó khác nhau nha. Nó không có giống nhau nha. Này, một thằng bingo. Cũng là một phần đèn ha. Nó sẽ bỏ vô đèn khô xíu là sẽ đánh không cho mọi người xem thử ha. Rồi. Bây giờ là sẽ thử cho các bạn kiểu cái màu này thử ha, rồi cái màu white nữa. Thì các bạn muốn mà làm đẹp nữa thì các bạn phải dùng đúng cái sản phẩm ra ha. Thì thường thường á, các bạn biết cái màu mà unicorn đa phần nhiều người làm đúng á thì Alex sẽ đắp. Các bạn nhớ nha, phải dùng cái white nha. Thì làm cho cái màu nó sôi nổi thêm. Thì bây giờ các bạn thấy không? Cái màu rất là nhiều người săn lùng này mà các bạn biết các bạn thấy không? Cái màu rất là nhiều người thích này, rất là nhiều người thích. Thì hôm nay Alex sẽ chia sẻ các bạn ba cách làm cái này. Thì Alex có tất cả những cái kim tuyến này, Alex sẽ biểu diễn những cái màu rất là đẹp ha. Này. Các bạn đánh vô màu đen thì là màu này ha. Thì bây giờ Alex sẽ đánh cho mọi người xem thử. Hả? Nó nằm trong cái bịch này mà. Bịch này này. Chị biết cái bịch em nói không? Này, bây giờ Alex sẽ dùng white nha. Có nhiều bạn làm nó không có ra tại vì các bạn làm shop white. Các bạn nhớ nha, phải dùng white. Đấy, những bạn mà có like Alex nhiều rồi sẽ biết được làm như thế nào ha. Nè. Alex dùng white. Kéo ra. Mình thấy không? Đó. Mọi người có thể giúp Alex share cái video được Alex được không? Alex cảm ơn rất là nhiều nha. Mình thấy không? Cái white bên Alex rất là trắng và rất là dẻo. Đó. Rất là trắng, rất là dẻo và đa phần mọi người làm cái gì quên rồi. Rất là nhiều bạn làm ombre rất là đẹp ha. Rất là trắng. Bây giờ lại phút ra này. À. Đó. Sẽ phút hai bên vô. Tại chập nó là chà một ngón thử cho mấy bạn mà làm bị nha. Đó. Ở đâu lòi thêm một cái tím vô cái trắng vô nữa, cái tím tím gì nữa. Đó. Rồi xong ha, lại để khô xí đã. Chập nó lại xử lý nha nha. Rồi. Không cần chùi luôn hả? Đúng rồi, à cái top coat Alex không cần chùi luôn nha. Cái top coat Alex không cần chùi. Rồi có nhiều bạn xài nhớ nha, các bạn nhớ nha. Rồi, các bạn phải xài cho đúng, các bạn mua về các bạn nhớ là thứ hai là phải xài phải cho đúng cách nha. Có nhiều bạn chạy khách quá, thấy không? Sơn chưa được 15 giây, 20 giây nữa là cho khách đi rồi. Đó, các bạn làm vậy cũng được nha. Các bạn thấy không? Đẹp không? Này khỏi cần chùi. Cực kỳ bóng luôn. Thấy không? Cực kỳ bóng. Rất là đẹp ha. Rồi. Dạ. No, cái giấy mà giống như là chị nhớ không? Cái giấy kiến mà trong bịch này này. Chị nhớ cái giấy đó không? Trời ơi cái giấy đó đó. Cái giấy đó đó. Cái giấy kiến đúng rồi, giấy kiến á. Rồi bây giờ nha là sẽ trà không thử cho mọi người xem thử ha. Đây ví dụ nha là trà thử cái này đi thì Alex không có lặp đi lặp lại thời gian ha. Thì Alex bây giờ Alex sẽ sơn cái treo này. Alex sẽ trà kho cho mọi người xem thử ha. Các bạn nhớ là để vô đèn bao lâu, các bạn nhớ không? Để vô đèn là trong vòng cỡ 15 giây thôi nha. 10 giây thôi. Nếu mà cái đèn là cái tiệm nào mạnh quá thì xài cho 7 giây thôi ha. Xong các bạn bỏ vô đèn. Bỏ vô đèn ha. Rồi bây giờ là sẽ xài cái màu này. Cái màu này là màu cái màu này là màu holographic ha. Đúng rồi. Đúng rồi, chị cho em coi cái này đi. Đây là có những cái màu này ha, cái màu rất là đẹp. Cái giấy kiến kia chị này, cái giấy kiến này biết không? Cái giấy mà giống như giấy này mà nó bằng nhanh á, chị biết không? Chị nhớ không? Giấy giống này nè ha. Lại có thêm mấy cái design này rất là đẹp. Thì chập nó lại sẽ cho, đúng rồi đây nè. Đó. Đúng rồi, đá cẩm thạch này ha. Bây giờ trời ơi. Rồi chập nó lại làm cho coi nha. Em gì đó. Ha. Các bạn phải rờ lên thử này, các bạn rờ lên thử á, các bạn thấy nó ok chưa, các bạn mới trà nha. Các bạn rờ lên còn biết rít, có thể là cái top coat nó chưa khô nha. À, thì bây giờ lại sẽ làm lại thêm một lần nữa. Alex tham nói chuyện quá. Các bạn thấy không? Các bạn thấy này Alex là làm cho ombre cái nước màu khô đẹp không? Này. Theo cái màu đều không? Đó. Thì nãy Alex đã chia sẻ cái lý thuyết rồi đó. Thì những bạn này thứ hai này Alex có lớp, thứ hai này Alex có lớp cơ bản 6 ngày. Thì ngày kia hôm qua gì đó có hai bạn lớp full rồi, có hai bạn thay đổi tại vì có cái việc cá nhân gia đình nên đã cancel cái lớp. Thì Alex còn hai chỗ nữa, thì những bạn nào muốn đăng ký cái lớp thì có thể đăng ký cho cái
cái tuần tới luôn đó, thứ hai này đó. Thì Alex bảo lãm là cái lớp thứ hai này là Alex chạy cơ bản, Alex chỉ nhận cố định thôi, nên cái thời gian học cho mọi người rất là nhiều và rất là thời gian rất là nhiều cho mọi người. Và thứ hai nữa là Alex sẽ bắt khách vô cho mọi người tập luôn đó. Rồi Alex chờ thử coi. Wow, các bạn thấy không? Rồi giờ các bạn thấy mà như vậy là good rồi đó. Đó, rồi các bạn nhớ nha, các bạn có thể trà hai cái, có thể các bạn mang bao tay vô cũng được nữa. Còn nhàng mang bao tay vô cũng được nữa các bạn trà. Đó, trà khom thì có nó hai loại, có thể trà bằng bao tay, có thể trà bằng khom ha. Này, tôi sẽ trà lên thử. Trà lên ha, mình nhìn nha. Đó, hơi khô rồi, khô rồi. Rồi để chàng ơi, chàng lấy cục bút cho lại tí, cái bao tay nó dính rồi. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ biểu diễn lên cho mọi người xem thêm một lần nữa nha. Đó, thì hồi nãy Alex để cái đàn nó hơi khô quá rồi. Đó, Alex sẽ bỏ treo lại thêm một lần nữa. À, các bạn thấy không? Đôi khi á, các bạn chỉ cần một cái nữa là còn mau khô quá thì cái treo nó, cái khom nó sẽ không dính nha. Đó, nên các bạn để ra lịch đúng 10 giây thôi. À, bên OBI chào có 5 giây đúng rồi. Thì đó, thì nói chung thì những bạn nào đã xài thì các bạn đã biết đúng không? Các bạn để lâu đèn quá thì các bạn xài cũng nó cũng dính nữa, nên nó lại nói là 5 giây, 10 giây đừng để lâu quá. Tại các bạn có thể để lâu quá cũng ok, nhưng mà xâm tham nó không dính nha. Công thêm hả? Cái tip này hả? Này, Alex R thấy là ok rồi đó. Này, rồi nhưng mà thấy ok là có như là biết là trà dính rồi đó. Rồi, Alex thử cái màu luôn ha, để Alex thử cái màu luôn đi. Huy Trần cười gì Huy Trần hử? Huy Trần cười gì vậy hử? Rồi, màu này màu unicorn nha. Trời, màu đẹp lắm á, màu này các bạn trà sẽ ra cái màu này cho các bạn mọi người. Bỏ lên cái quai rồi, cái quai này đắp xong rồi này. Trà này đi. Ở trà một phiên thử nha. Để là tập trung xí rồi. Bây giờ để vô đàn nha, Alex sẽ scan vô đàn là 7 giây nè ha, Alex biết tốc độ 7 giây nha. Dạ. À giỡn hả? Hết rồi hả? Nhớ còn mấy bịch lắm mà. Có tip này có bán nha. Tip này có bán nha. Rồi, Alex chắc thử. Còn chắc á, còn rờ thử nó còn biết nó rít hay không là biết nha. Nó còn rít là nhớ đừng có bàm nha. Đúng rồi. Rồi, bây giờ Alex sẽ đánh cho mọi người xem thử nha. Đó, đúng 10 giây rồi đó. Này ha, Alex sẽ đánh lại nha. Đúng rồi, hoa chín rồi đó. Thấy chưa? À dính rồi. À. À, thấy không? À, nói chung là làm mình sẽ hiểu ý à. Bởi có nhiều bạn mới mua Bitcoin về, có nhiều hãng về, các bạn chưa kịp xong nữa. Các bạn gọi cái hãng đó, các bạn nhảy đựng lên, các bạn nói trời ơi, com đánh không có dính, trời ơi. À, thấy chưa, nó dính rồi thấy chưa? Này, thấy không? Đây là cái màu Oreo thì em làm đi cường. Ok, xong rồi ha, các bạn thấy chưa? Đó, đây là một màu ha. Rồi Alex có thể chia sẻ làm những cái màu khác nữa thay đại khái, như bây giờ Alex sẽ đánh màu này lại ha, thử lại thêm một lần cho mọi người xem thử. À, thêm một lần nữa, mà lần này nữa mà rớt nữa là coi như là bỏ nghề ha. Đây là dây. À. Rồi bây giờ là sẽ bỏ đèn ha. À, hồi nãy là biết á, 10 giây là coi như đèn mạnh quá, 10 giây bỏ 7 giây thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok rồi ha. Khô mất lấy gì dính, đúng rồi.
Này rờ rờ để thử, rờ để thử có cái cảm giác ha. Ủa còn quá dính, bắt đầu lấy cái mút này. Rồi xong rồi ha, giờ đánh nha. Là này nếu còn dính nữa là coi như tắt like nha. Thấy chưa? Thấy chưa? Đúng rồi, thấy chưa? Này, dính rồi này. Trời ơi, đẹp chưa? Thấy chưa? Dính rồi, thấy chưa? À, sau đi cái này là 7 giây nha. Đừng có để 10 giây nha. À, nói chung làm chập nó sẽ có kinh nghiệm mà. À, thấy chưa? Đoán đúng thấy chưa? Này. Are you going to try? Đúng rồi, Linh ha. Linh Linh chắc cũng làm nhiều ha. À, Linh giỏi lắm, thấy không? Linh nói đúng không? Tại vì Linh làm nhiều, Linh cũng hiểu được ý Alex nói đúng không? Xong rồi các bạn lấy cái mút này ha, chà lại cho nó sạch sẽ đã rồi bỏ treo lên. Đó, nhiều người chà lên không biết tại sao mà nó không dính ha. À, thì các bạn nhớ nha, cứ dựa vào những cái thời gian. Các bạn nhớ một lần nhớ làm không Alex đó, nhớ là gì? Làm cực kỳ mượt. Thứ hai là gì? Thứ hai nữa là phải sơn phải cho đều cho đẹp. Thứ ba nữa là phải đúng thời gian, và thứ tư nữa là cái top coat phải good. Thì cái kho mới last longer được. Khi nào xuống đây này phải đi chậm chậm như này ha, để cho nó cứng lại, thấy chưa? Nó phải siêu lại khóa ở đây. Đó, khóa cho nó tràn xong đè nhẹ một cái nữa là xong, bỏ vô đèn ha. Ừ. Rồi hiểu chưa? Đó. Linh vài bữa Alex có show, Alex mới Linh đi theo nha. Trời ơi, dễ thương quá, nhiệt tình quá ha. Đó. À, nói chung thì khi các bạn giúp được một ai đó, cho dù mình giỏi giỏi chứ một phần, nhưng mà các bạn giúp được ai đó, các bạn sẽ thấy rất là vui đúng không? Giống như các bạn chỉ đường vậy đúng không? À, nên không có gì mà ngại ngùng hết ha. Rồi, so bây giờ Alex sẽ, Alex dễ thương khỏe không? Hi Jennifer, thank you em ha, Alex khỏe. Rồi bây giờ Alex sẽ làm qua thử cái marble ha, cái ombre này. Khi mà cái này xong rồi á thì Alex có một cái hay nữa, thì các bạn có thể dùng một cái sản phẩm bên Alex á, là Alex có ba loại kim tuyến này. Alex không biết là Trang đã phát lên cấp size cho Trang. Cái ba cái này này, cái tay này này, cái thằng LG 12 với cái thằng LG 1 này với cái thằng LG bự nữa. Trang phát lên cấp size chưa? Nhớ các bạn nhìn nha, LG 12 LG 1 nha. Các bạn làm lên nó đẹp này. Ừ, các bạn nhìn nha, LG 12 nha. Anh sẽ rảy lên này. À, Alex bảo đảm mà cái các bạn này, các bạn làm gì mà các bạn khách mà không thích Alex share cho các bạn, có thấy không? Màu đẹp quá. Rồi bây giờ Alex sẽ rảy lên ha. Đẹp trời, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi bây giờ là sẽ rảy lên này. Trời ơi. Trời, còn thấy chưa? Trời ơi quá đẹp luôn, các bạn thấy có nhiều bộ nail, các bạn biết không biết tại sao mà nhiều người họ làm bộ nail sang trọng như vậy? Tại vì họ có những kim tuyến đẹp và họ có những cái basic, những cái mà start từ đâu ra, các bạn thấy không? Rất là đẹp, thấy không? Còn búng vô. Đây là cái thứ nhất ha. Rồi cái thứ hai là các bạn có thể xài cái màu kim tuyến nhỏ hơn qua lệt nữa, các bạn sẽ xài một loại nữa là các bạn xài cái số này, cái này cái Gold Beast này ha. Cái Golden Beast này cũng rất là đẹp nữa, anh sẽ bỏ cho mọi người xem thử ha. Cái Golden Beast là cái thằng này này ha. Cái Golden Beast này các bạn có thể xài với kim tuyến này. Các bạn nhìn nha. À, đúng rồi, Wedding Nail đúng rồi đó. Trời ơi, Linh giỏi quá. Chắc cũng đam mê dữ lắm ha. Đây này ha, anh sẽ bỏ cái này lên. Thì anh sẽ cho mọi người xem thử nó có đẹp hay không nha. Anh không có ngại ngùng, anh chia sẻ cho mọi người ha. Rồi, các bạn sẽ đẩy lên. À, trời ơi. À, trời ơi. Ôi trời ơi đẹp quá. Cái này nè. Trời ơi cái màu thằng này đây. Oh my god, you guys see it. It's so beautiful. À, để Alex bỏ lên cái tờ giấy trắng đi. Tờ giấy trắng này cho mọi người xem thử. Mọi người xem thử không? Đẹp không? À, rất là đẹp ha. À, quá đẹp luôn. À. Anh đang sơn hả? Alex sơn cái chai top coat của Alex nha. Các bạn có thể dùng cái chai top coat của Alex. Các bạn có thể dùng cái chai base coat của Alex. Cái base coat của bên Alex nó rất là cứng và rất là chắc ha. Các bạn có thể xài cái base coat thì Alex sẽ làm cho mọi người xem thử. Nó rất là chắc ha. Các bạn nhớ nha, các bạn không được dùng cái Alex sẽ dùng cái base này ha. Cái base có cái chai này ha. Các bạn nhớ đừng có dùng cái các bạn không được dùng cái kia. Ó thường thường á mà các bạn làm silat á, đúng rồi, cái này là chia sẻ cho mừng. Các bạn làm silat á, các bạn muốn chặt thêm tiền thêm 2 ngón 5 đồng nữa, các bạn có thể chặt khách á. Các bạn sơn xong các bạn có ngón này, oh you want sparkle đó. Các bạn có thể mua những cái kim tuyến này, các bạn có thể làm ra hả?
Tại những cái này Alex bán rất là rẻ, các bạn có thể mix ra một hộp này thành 2 ounce. Các bạn thấy mix với nửa clear, có nghĩa là bỏ 80% clear các bạn bỏ vô, các bạn mix cũng được nữa, và các bạn đắp riêng cũng được nữa ha. Rồi, cái question thứ hai nữa thì Alex sẽ cho các bạn coi mà là một cái loại kim tuyến bự hơn một xí. Thì Alex có một loại size, Alex có 3 size lắm, thì Alex có cho các bạn soi cái size này. Đó, thì tùy theo những người khách họ thích. Đó, thì ví dụ như Alex xài size này thì Alex có thể cho các bạn coi đại khái này. Alex có đắp cái miếng trắng Alex để rồi ta. Ở đây, Alex làm ra, Alex để đây ha. Alex sẽ bỏ cho mọi người xem thử ha. Đó. Rồi, mọi người đợi Alex xí nha. Alex sẽ bỏ cái bay Alex lên nha. Tại vì cái bay của Alex nó có cái hay là nó dày. Đó, bạn gì đầu đó nãy đá cẩm thạch thì ngồi đợi Alex xí nha. Đó, bỏ dày dày xí. Build build dày dày xí để cho nó lút nha. Tại vì kim tuyến dày nên các bạn phải build cho nó dày dày xí. Đó là cái kỹ thuật các bạn làm nhớ nha. Những cái gì mà Alex chia sẻ cho mọi người. Sau này các bạn sẽ dùng cái kim tuyến bự hơn xí nha. So you guys use a little bit bigger is much sure. Ha, Alex sẽ bỏ vô này ha. Wow, đẹp quá. À, các bạn đẩy vô nhẹ nhẹ thôi ha. Đẩy nhẹ nhẹ xuống cái bự này, đẩy nhẹ nhẹ cho xí cho nó đầm vô hết đã. Đó, hai ngón này các bạn làm ăn da liệt à. Ừ, thấy không? Đó, rất là đẹp. Thấy không? Vô xếp hết thấy chưa? Đó. Rất là đẹp ha. Ừ, đẹp lắm, đẹp lắm. Rồi xong rồi nha, mọi người làm xong đúng không? Mọi người muốn, mọi người xong rồi, mọi người muốn cái kho mình có cái fairy dust á, thì mọi người có thể xài cái loại này của Alex này, rất là nhiều bạn xài nè ha. Các bạn có thể rảy lên thành cái kho, phải không? Các bạn có thể làm thành mát cũng được nữa, các bạn có thể dùng chai mát của Alex xong các bạn rảy lên. Ví dụ nha, Alex sẽ bỏ cái này lên ha. Alex sẽ dùng cái chai mát của Alex, đó, thì chai mát vuông này. Alex sẽ bỏ cái chai mát này lên ha. Ừ. Ôi trời. Sẽ bỏ cái chai mát này lên. Đó, sẽ bỏ cái mát lên ha. Rồi. Các bạn có thể rảy lên nó thành mát nha. Các bạn nhìn này ha. Các bạn rảy lên. Chờ con đúng không? Các bạn nhìn nó là làm xong là các bạn sẽ ghi những cái thickness, những cái kỹ thuật này. Alex hy vọng là các bạn sẽ làm rất là đẹp cho tiệm nail của mình ha. Đây là những cái mà Alex chia sẻ rất là thực tế áp dụng ở tiệm nail. Đó, các bạn có thể làm những cái bộ nail đẹp như thế này đó. Rồi các bạn bỏ vô tàn. Rồi xong, những bạn nào mà làm silat nhiều á, ví dụ Alex làm cái màu này đúng không, ví dụ cái màu hồi nãy trắng, hồi nãy là trà ra được cái màu trắng đó, xong rồi bây giờ các bạn thích á, các bạn có thể rảy cái màu fairy dust lên, cái màu golden bits của Alex lên ha. Đó, Alex sẽ bỏ lên, các bạn sẽ làm lên rất là đẹp này ha. Đó. Trời ơi này, có thể rảy hai loại, các bạn có thể xài cái loại nhỏ này ha, thì rảy lên đây, còn không cần phải rảy nhiều ha, còn rảy lên này ha. Đó, đẹp quá. Còn thấy không, đẹp không, thấy đẹp chưa, đó hiện lên với cái khom đẹp không, còn thấy không. Thấy không, đó từ từ cho nó lạnh xuống ha. Đó, còn thấy không, đó ra một cái khom có kim tuyến đó. Thường thường cái kho này tại sao lại không mixta, nếu mà các bạn làm ra có thể các bạn làm cái này rất là nhiều, vừa làm cho bột màu rất là nhiều, vừa làm cho bột màu này, rồi vừa làm cái này, rồi vừa làm cái kia, nó có tới 4 4-in-1 5-in-1 lắm đó. Thì các bạn có thể xài cho kho, thì thay vì các bạn có thể mix cái này với cái kho chung cũng được nữa á. Để các bạn bỏ vô đèn ha, đẹp quá anh đi anh. Đúng rồi, anh đang xài chai gì vậy anh, gì vậy đúng không. Rồi bây giờ nữa thì đó, xong rồi có thể các bạn có thể xài đúng không? Các bạn có thể xài cái loại nhỏ qua lại cũng được, cái loại này cũng được này ha. Đó. Thì đây là những cái mà mánh khóe mà là chia sẻ cho mọi người kiếm thêm tiền thôi. Đó, đôi khi làm design cực lắm, có mấy đồng phải không? Nhưng mà mình làm chọt chọt vài cái kiếm thêm 5-10 đồng nữa. Nó cũng là một cái hay cho cái income của mình ha. Đó. Đó, thấy không? Alex Sơn lên còn thấy không? Đó, nó sẽ hiện ra một cái rất là đẹp thấy chưa? Đó, rất là com với cái golden beast. Trời ơi, còn thấy không, đẹp không, rất là đẹp.
Đó, là coi như là các bạn nhìn thấy nó là lạ đó, phải không? Bởi tại sao nhìn nhiều người có cái bộ nail ra đẹp vậy, nó lạ nhưng mà không biết cái màu ở đâu. Thì đây là những tác phẩm đã làm ra những cái màu đó nha. Rồi. Ok, bây giờ lại sẽ làm dán phôi. Ok. Rồi. Đó, cái phôi thì ai chưa có thì có thể lên website Alex Order ha. Chai là cái chai Easy Phôi ha. Đó, thì nó có tới 15 ml lắm. Thì bây giờ Alex sẽ làm cho mọi người xem thử ha. Đó. Rồi mọi người chuẩn bị chưa? Đây. Alex sẽ dán nó đắp lên này thử ha, Alex sẽ sơn lên này nè ha. Các bạn thấy nó rất là dày ha, và cái là cái chai này nó có tới là 15 ml nha. Đó, 15 ml. Đó, 15 ml. Có nghĩa là cái dung lượng của nó rất là nhiều, các bạn xài rất là lâu. Đó. Ha, Alex sẽ bỏ vô cái đèn nè ha, 40 giây. Các bạn để cho đèn cỡ cho Alex là 40 giây nha. Cho mình website, ok. Lori, em bấm dùm cái website dùm Alex được không? Lori, bấm website dùm Alex đi. Có thể cho cái bạn gì đó, cho Messi Hồ cái website đi. Tracy, ok, trên thì Tracy nha. Messi Hồ, em có thể thấy cái Tracy bỏ cái website này, em cứ em click vào tự động nó chạy vô website luôn nha. Rồi. Còn Tracy, mấy bạn mà làm cho công ty Just Nail thì thứ hai này là sẽ ship out mấy cái đồ chơi ra cho mọi người nha. Đó, thì bây giờ này. Này, đây là cái mà Alex làm rồi đúng không? Còn nhìn nha. Alex sẽ fit này. Dứt đen cái này ha. Dứt đen cái. Alex không có bỏ nhiều ha, con thấy không? Nó rất là dính này, nhìn này. Thấy không? Còn in đâu tùy các bạn thôi. Đó. Bỏ vô. Nhìn thấy chưa? Đây là chỉ Alex mới dịch sơ qua thôi, và cái keo này á, Alex sẽ bảo đảm cho mọi người á, cực kỳ keo, có nghĩa là hết cái là dính, còn thấy không? Và nhớ cho Alex, khi các bạn làm phôi ấy, nhớ cho Alex một điều á, đừng bao giờ làm được rồi đừng bao giờ đi lại lặp lại nhiều lần biết sao không? Các bạn làm lại nhiều lần nó sẽ bị trầy cái mất vịnh đi, các bạn thấy không? Đó, nhớ nha. Đó, xong rồi Alex sẽ bỏ sơ lại. Trong quá trình Alex làm, Alex nhớ, Alex có một cái sáng tạo nữa. Alex sẽ làm một cái tác phẩm nữa là gì? Alex sẽ bỏ kim tuyến lên. Ví dụ như Alex sẽ dùng marble Alex làm lên luôn. Sẽ làm một cái tác phẩm đá giống như đá cẩm thạch vậy đó, thấy không? Mình sẽ bỏ lên lên luôn. Đó, rồi Alex sẽ làm tiếp tục cái kia. Bỏ lên. Còn nhìn nha. Còn nhìn cho chập nữa là ra mấy cái tác phẩm rất là đẹp, ha. Rồi tiếp tục, bởi vì coi khi các bạn nhìn thấy có nhiều design, ủa sao mà ở dưới nó bóng mà sao nó sai nhìn hay vậy đúng không? Thì đây là những cái mà các bạn thấy được ở chỗ Alex ha, thì Alex sẽ chia sẻ cho mọi người. Còn bỏ vô nhẹ nhàng. Còn thấy lo loang không? Đó. Xong rồi các bạn có thể chạy thêm màu khác tùy các bạn thích ha. Đó. Thấy chưa? Cái này là vừa foil mà vừa đá cẩm thạch nữa. Thấy chưa các bạn thấy không? Rồi, Alex sẽ bỏ thêm xí khác nữa, các bạn thấy không? Khác biệt không? Đó, mình có thể tạo ra những cái idea, những cái sáng tạo tùy tùy chính bản thân mình tạo ra nhá. Đó, thì Alex hy vọng mọi người sẽ làm đẹp ha. Thì sẽ bỏ cái vô. Còn thấy không? À, bỏ vô. Đó, xong rồi mọi người thấy xong mọi người có thể bỏ thêm acetone nữa, loang ra nữa ha, tùy theo mọi người. Đó, Alex sẽ bỏ vậy sơ sơ vậy thôi ha. Đó, vậy thôi. À, không bỏ nhiều nữa rồi. Các bạn thấy không? Đó, thì nó sẽ ra một cái khác nữa ha, thấy chưa? Tùy theo mọi người thích ha. Xong rồi trong quá trình Alex sáng tạo, Alex có thể nhìn vào đó thì Alex sẽ bỏ thêm một xí kim tuyến vào nữa ha, làm cho nó fancy lên. Ví dụ Alex thấy ở kim tuyến thì Alex sẽ làm chỗ này cho nó đen một xí này, sẽ bỏ chỗ này cho đen xí để Alex bỏ lên. À, cố tình. À, design là gì là mình tạo ra nha, xong Alex sẽ bỏ kim tuyến lên đây cho nó lấy nữa, đẹp cực kỳ đẹp đó. Đó, còn thấy không? Rồi lấy lên rồi đúng không? Xong rồi Alex sẽ lấy kim tuyến lên. Lại sử dụng cái nhỏ này đó, trời ơi. Còn thấy nha, còn bỏ lên à, búng thấy không? Trời đẹp không? Đó, còn sẽ bập nhẹ nhẹ thôi ha. À, xong các bạn có thể link ngay những cái chỗ là còn thích ha, búng mình mạnh xíu nữa. Rồi xong các bạn sẽ bỏ cái gì lên, bỏ top coat lên ha. Sẽ lấy lại bớt chút cho xí thôi. Rồi đó, xong rồi ha. Đó, cái foil phi y foil này dễ xài đúng không mọi người? Đó. Rồi bây giờ là sẽ bỏ vô đèn cho nó khô xí. Rồi bây giờ là sẽ làm nhanh nha.
Alex sẽ làm xí cái foil lòng lại thêm một lần nữa nha. Anh sẽ dùng cái chai này thêm một lần nữa. Đó. Cái chai rất là dễ thương ha. Đó. Rồi ha, bỏ vô đèn 40 giây nha. Rồi, giờ đến cái phần mà Alex biểu diễn cái phần mà đá cẩm thạch ha. Bạn nào hồi nãy đưa đá cẩm thạch đâu giơ tay lên. Đó. Thì đá cẩm thạch á, thì Alex có tới ba cái sticker này ha. Các bạn có thể mua về các bạn xài. Đó thì Alex có rất là nhiều mẫu cho mọi người chọn ha, thì Alex sẽ làm cái này cho mọi người xem thử ha. Đó thì đá cẩm thạch có thể họa tiết trong hai màu này ha. Đây là cái giấy kiến ha. Các bạn có thể mua về. Đó. Và các bạn có thể lên website Alex, Alex có thêm website lên nha. À, thay vì các bạn đi xa quá, thật sự là nói cái bén này á, thì các bạn mua có 10 sen thôi đúng không? À, thì đôi khi á, Alex bán nó sai 1-2 đồng, tại vì biết sao cái bén này thật sự nó rất là rẻ, nhưng mà nói chung là thay vì các bạn phải lái xe ra chỗ nó mua, bỏ thời gian ra các bạn đi tìm xăng đồ 1 đồng bạc, rồi bỏ cái thời gian nữa, thôi để Alex làm cho các bạn luôn. Để đôi khi Alex cũng không có muốn bán cái này, nhưng mà tại vì có nhiều bạn anh chị em á, trời ơi Alex ơi chị busy lắm, chị không có thời gian, thôi em bỏ lên mạng em bán 1-2 đồng đại đi cho mọi người đỡ đi xa hàng xí nữa, cho họ đi ra ngoài họ mua là cái thời gian vậy nó cũng vậy thôi, nên là lại làm cái việc cho mọi người thì là sẽ đi mua sẵn là làm sẵn vậy đó cho mọi người vậy mà làm. Thì thật sự cái này lâu cũng có người làm chứ không phải thường xuyên làm đó, thì để những cái đó là làm cho mọi người luôn đó. Rồi bây giờ là sẽ bỏ vô cái đá thì mọi người xem thử ha. Đây Alex sẽ cắt sơ vậy ha, đại khái sơ vậy đi. Rồi bây giờ Alex sẽ design cho mọi người xem thử ha. Alex apply gì trước khi foil đấy? Cái top này ha, cái top này easy foil ha. Đó. Alex có làm nó có size sẵn rồi, lấy cái size mua ha của công ty Chastel luôn. Rồi. Bây giờ Alex sẽ làm cho mọi người xem thử, các bạn thấy không? Nó khô đúng không? Rồi bây giờ này Alex sẽ in lên này. Rồi. Alex sẽ bỏ cái màu lên. Đó. Sẽ bỏ cái này lên, các bạn thấy không, đây là cái foil này, cái rất là đẹp này ha. Alex có rất là nhiều mẫu, thì thứ hai này á, thì thứ hai này Alex mới có cái giấy này về ha. Alex đã đặt rồi, Alex có tới gần cỡ tới gần 200 mẫu, là 200 mẫu nha. Đó, các bạn chọn nó có hoa, có đủ đủ thứ hết, có da lắm rồi, có da beo rồi, mấy cái snake rồi, các bạn có mấy cái nói chung Alex sẽ subscribe mọi người đó. Trong thứ hai này á, là sẽ bỏ lên, còn cái chai thì Alex có rồi ha, sẽ bỏ lên này ha, sẽ in lên. Các bạn có thể bỏ cái chỗ nào các bạn thích nhất, các bạn thích nhất ha, bỏ lên. Alex bảo đảm là cái này á, nó cực kỳ dính luôn, con bỏ lên, con bỏ lên vừa cho Alex thôi, rồi. Đó. Các bạn có thể in nguyên hết cũng được, hay là các bạn có thể ẩm lên cái để cho nó đừng tốc độ dính, tùy ra mỗi người thích nhiều hay ít nha, còn để nhiều hay ít thôi, ha. Đó. Dùng bay cốt dán được không Alex? Cũng được em, cũng được nha, cũng được nữa. Alex sẽ bỏ lên nè ha, bên này một cái nữa. Đó. Cũng được nha chị Trinh, chị bỏ vô đèn nữa rồi để Alex làm cái màu đen đi. Còn nhớ nha, để cho Alex là 40 giây thôi, 40 giây thôi. Anh bay lên cho anh coi hả? Đúng rồi. Cái bay hả? Cái bay thì nó không có dính nhiều đâu, cái bay thì nó không có dính nhiều đâu, tại cái này là cái dùng cho cái loại keo rồi. Rồi để làm lại nha, 40 giây. Sân bay làm cho hả anh, đúng rồi, nếu dùng bay dán phôi được không anh? Cũng được, nhưng mà cái bay nó không có dính giống cái thằng này nha, tại cái mỗi cái nó mỗi khác nhau. Rồi em nào đá cẩm thạch đâu, nãy giờ em đá nào cẩm thạch đâu, ra đây là để làm cho coi luôn. Này các bạn rờ lên còn thấy nó rít rít vậy là ok ha. 10 30 giây rồi, thêm 10 giây nữa. Thường thường các bạn nhớ nha, có thể các bạn phối tùy theo mỗi cái sắc màu các bạn thích ha, nó tùy tùy theo thôi. Rồi
chập nó lại có thể làm cái phôi này cũng đẹp này. Để lại làm cái thằng này đi, thằng này cho nó dễ thấy hơn xí này ha. Mấy cái này xong các bạn thấy không? Đẹp không? Các bạn nhìn thấy không? Cái bay rất là cứng, thấy không? Rất là cứng, còn thấy không? À, lịch trà nó chóc này ha. Đó, rất là đẹp. Đó, mấy cái nail là sẽ xây lại rồi, là sẽ bỏ gấp size cho mọi người xem thử ha. Đó, cái fade đất này, có thấy màu vàng fade đất đẹp không? Đó, cực kỳ đẹp, cái là mát nha. Ha. Trời ơi, đèn con khô rồi. Này đâu rồi, rồi rồi bây giờ nhìn nha. Các bạn nhìn Alex làm nha. Đó. Các bạn nhìn nha, các bạn thấy dính ở đâu này, các bạn nhìn này. Bây giờ Alex làm cho từ này ha, các bạn dính ở đâu tùy các bạn thích thôi ha. Đó. Tùy còn thích này, thấy không, các bạn thấy không, nó dính nè, sticky nè ha. Này Alex sẽ bỏ cái này một cái này ha. Các bạn có thể ấn hai ngón tay lên được, tại gia lệch làm bằng trái tay lệch làm không có được ha, ha. Thấy không, dính hết, dính hết, thấy chưa, dính hết rồi này ha. Bên này một cái nữa là xong, đây một cái nữa. Nhớ nha, thường thường á, tại sao lệch nói làm vậy nó hay hơn là các bạn làm mà để ngón tay lên, biết sao, tại vì các bạn vuốt vuốt luôn vuốt túi nhiều lần nó bị trầy cái design đi, biết sao cái design nó ra vậy đúng không, nhưng còn vuốt 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 á nó bị trầy đi. Tại sao nó bị trầy, nó không có đẹp, nên các bạn làm vậy nó hay hơn, thấy không, nó hay hơn, thấy không, thấy nó ra đẹp hơn, thấy không. Nếu mà các bạn làm vậy á thì mình cái tay mình có cà 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 nó bị mất sắp cái design đi. Đó. Bây giờ tại sao Alex rất may làm giống như Alex, nó đẹp hơn. Nhìn nha, để khá nha, để Alex lấy cái hộp khác, Alex lấy cái hộp khác đi. Còn đợi lịch xí nha, để lịch lấy cái hộp khác lịch làm cho mọi người xem thử nha. Nó có nhiều màu lắm. Đây, lịch lấy cái gô đi. Đây, cái gô này ha. Nhìn nha, nhìn này. Thấy không, con thấy không, đẹp không? Đừng có bỏ nhiều quá. Vài cái thôi, tùy các bạn thích ha, nhiều quá ha, đẹp không, quá trời đẹp luôn. Đó, thì các bạn thấy có nhiều người họ vẽ những cái vân đá, đại khái như họ làm cái marble này xong đúng không, đại khái như cái này đi. Đây cũng là một cái mà Alex muốn chia sẻ cho mọi người nè ha. Ví dụ như xong rồi các bạn có thể dùng cái easy call easy phôi qua này, các bạn dễ dễ những cái link light work lên, rồi chắc các bạn chập để các bạn in lên cái những cái vân đá thôi ha. Thì ví dụ giờ Alex vẽ xong đúng không? Alex sử dụng cái cọ vẽ của Alex ha, cái cọ Lightwood. Đây. Các bạn để ý nha. Alex sẽ vẽ những cái vân lên đây nè. Chập nữa cái chỗ đó Alex sẽ làm cái phôi lên, nó dính lên rất là đẹp ha. Đó. Thì hôm nay mọi người học rất là nhiều về cái kỹ thuật này ha. Thì nói chung thì Alex đây Alex làm live để làm nhanh cho mọi người xem. Nhưng mà khi các bạn làm á, các bạn có thể làm chậm hơn một xí ha. Để sao để cho nó ra cái tác phẩm nó đẹp hơn. Còn Alex làm live á, Alex bị nhiều question. Thứ hai nữa, Alex phải vừa nói rồi phải phân tích. Rồi nói chung nó sẽ làm cho Alex bị phân doanh nhiều hơn là Alex tập trung. Nhưng mà Alex chỉ làm sơ qua cho mọi người biết được cái thao tích, thao tác. Rồi sau đó các bạn nhìn vào đó các bạn sẽ làm ra được ha. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Các bạn vẽ xong đúng không? Các bạn sẽ biết được cái điều gì xảy ra đúng không? Những bạn đã làm rồi cũng đã biết đúng không? Alex sẽ vẽ vậy đúng không? Còn nhớ nha, nhớ nha. Alex để đèn 40 giây nè. Alex sẽ bảo đảm cho mọi người là cái treo bên Alex đó nó cực kỳ dính, có nghĩa là các bạn đụng vô nhẹ hơn nó cũng dính nữa. Rồi, các bạn nhìn nha. Alex sẽ dùng cái nhỏ này. Này Alex sẽ dùng cái nhỏ này ha. Bởi tại sao Alex recommend mọi người nếu mà các bạn bỏ cái tay vô, các bạn để hai cái tay nó làm dễ hơn chứ đừng làm một ngón tay, tại vì nó không có độ dùng giữ á, mình làm nó vậy bị trầy lắm, bị mất sắp cái design lắm. Nếu mà hai ngón tay thì các bạn làm xong các bạn đề này, các bạn lấy ngón tay vuốt vuốt vậy nó đẹp hơn.
Còn làm một con tay các bạn làm nó khó lắm, biết sao? Các bạn làm còn chà chà chỗ này nó bung qua bung về nó bị sút ra, thì chập nữa nó vẫn ra nhưng mà nó bị mất sấp ở trong cái tay này này, nên bracket tay các bạn làm hai tay nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi màu vàng số mấy vậy anh Alex? Vậy Alex Ocolon màu vàng á hả? Màu vàng này là số số màu vàng này là số 28 nha, số 28 rất là đẹp. Rồi xong rồi ha, rồi nhớ nha. Này các bạn nhớ tại sao có nhiều người họ làm những tác phẩm rất là đẹp, thì đây là những tác phẩm mà Alex muốn chia sẻ cho mọi người, không có gì khó hết này, đúng không? Khi xong đúng không, các bạn nhìn thấy không, khi nó xong cái mũi treo xong đúng không, các bạn nhìn này nha. Mai thử liền, mai thử lấy tiền của khách liền ha. Đó, nói chung là business là mình upgrade những cái mới lên, các bạn thấy không? Này các bạn thấy không, này nó lên thấy chưa, đẹp không? Đó, quá đẹp luôn. Đó, còn chơi gì nữa, lên quất chai liền đi. Đó, quất chai liền. Đó, quá đẹp, ra hết luôn, thấy chưa? Đó, cái treo quá good. Đó, thấy chưa? Này các bạn nhìn thấy chưa, này ra hết rồi, thấy chưa? Đó, này còn thấy rõ chưa, này thấy chưa, ra hết rồi, thấy không? Đó, xong rồi anh này sẽ bỏ treo lên. Đó, rất là đẹp. Nếu mà các bạn bỏ mát lên nữa còn thấy cực kỳ đẹp luôn, mát nó sẽ hiện rõ hơn nữa ha. Đó, rồi. Oh, thank you ha, thank you. Bao nhiêu một chai hả? Một chai hình như bao nhiêu vậy chán? Chai Easy Foil á, 15 đồng nha, là cái chai này tới 15ml nha mọi người. Các bạn nhớ nha, 15ml á, là nó nhiều lắm á. Đó, thì các bạn có thể mua hơn về thử đi. Thì nói chung thì mấy cái này thì nói chung nó cũng rẻ tiền lắm. Các bạn mua một chai thì anh lịch nghĩ các bạn cũng không có xài nhiều lắm đâu. Các bạn có thể mua 1-2 chai thôi, các bạn không cần phải mua 10 chai ha. Có thể tặng cho mọi người cũng được. Tại vì mấy cái này lâu lâu cũng design, hay là các bạn mà làm design nhiều, các bạn làm mẫu á, thì anh lịch nghĩ nó sẽ làm nhiều hơn ha. Các bạn thấy không? Đẹp không? Này, thấy chưa? Dậy lên thấy chưa? Mát á. Các bạn thấy đẹp không? Này, thấy không? Bởi tại sao có nói đấy? Ủa tại sao cái người kia làm nó được vậy hay vậy, đúng không? Thì đây là những cái mà họ đã làm đó, các bạn thấy chưa? Dễ không? Đó. Bánh thêm cho lẹt đi. Thấy không? Đó, nó ra này ha. Xong rồi các bạn có thể làm mát đi đúng không? Thì Alex có thể làm cái Alex nhìn cho đây, Alex thấy. Ồ đúng rồi, cái chỗ này Alex bỏ một xí kim tuyến vô đi ha. Thì Alex nghĩ nó rất là đẹp này ha. Alex có thể bỏ một kim tuyến vô đây, một xí kim tuyến vô đây. Đó. Đó, nghệ thuật là gì? Nghệ thuật là chính mình thấy ra được điều đó, và thứ hai là gì, mình làm đẹp nên cái đó ha. Phụ nữ mà ai cũng thích làm đẹp đó. Rồi bây giờ là sẽ bỏ kim tuyến lên này ha. Này à, này các bạn nhìn thấy chưa, đẹp không? À, đẹp không? Này thấy không? Nói chung thì Alex nói chung mấy cái này á, thì khi mà các bạn học được cách, những cách phối màu và những kỹ thuật Alex rồi á, thì các bạn nhìn vào những cái này, cho các bạn nhìn vào các bạn làm, các bạn thấy không, đẹp không? Này, thấy không? Đó. Rồi Alex sẽ bỏ vô đèn ha. Rồi bạn nào mà đã làm rồi, mai làm thì có thể cho Alex tấm hình nha. Alex chỉ mong là Alex xin những tấm hình đó thôi. Để Alex hai chị khỏe anh chị, đúng là một set để order sau anh. Em có thể lên website Alex order nha, các bạn thấy không? Đó, thì qua những cái technique, những cái kỹ thuật thì Alex đã chia sẻ cho mọi người rồi. Thì hy vọng các bạn sẽ đem về rất là nhiều trong business của mình ha. Rồi cái bạn gì đầu đó mới đá cẩm thạch đâu, nhảy ở đây ha. Bây giờ Alex sẽ làm đá cẩm thạch này ha. Alex sẽ cắt cái này qua một bên, xong rồi Alex sẽ làm cho em nó coi thử ha. Rồi, cắt qua một bên, bỏ đây cho mọi người ngắm mấy tác phẩm này đi. Đó, cái này chập nào là cũng cắt qua một bên rồi. Có gì à, có nhiều bạn cũng dễ thương lắm, có nhiều khách hàng dễ thương lắm. Tới đây rồi Alex làm live, Alex làm cái demo xong rồi nói thôi cho cô đi, cô đem về trong tiệm cô. Cũng dễ thương lắm. À, cũng tới đây là cũng làm mấy cái demo này này. Nè. Còn thấy chưa? Alex mới ngồi sơ thôi đã làm rất là nhiều tác phẩm rồi. Thấy không? Đây là mấy cái nail rất là sang không à. Ngồi sơ nói chuyện với các bạn thôi đã tạo ra rất là nhiều rồi, thấy chưa? Đó, tại vì thật sự các bạn mua về mà các bạn không có làm mẫu ra cũng giống như không à. Đúng không? Các bạn mua về mà các bạn dục xong nó cũng xong. Các bạn nhớ nha, các bạn muốn làm một cái gì đấy trong tiệm nail gì, giống như các bạn mua một dip về các bạn cũng phải giới thiệu đúng không? Khách họ mới biết, họ mới làm đúng không? Thì các bạn phải làm mấy cái này ra rồi họ mới biết được.
chứ các bạn mua về mà các bạn cứ đem ra liền quăng cái món hàng ra là trong cái tủ, các bạn không đem ra làm thì coi như cũng giống như không phải ha, nhớ chứ, đem ra làm mẫu đâu. Alex nghĩ không bao lâu đâu, nhưng mà tùy những cái mẫu đó khách hàng họ sẽ tìm tới rất là nhiều ha. Đây này, còn thấy không, cái kho nãy Alex làm ha, sẽ bỏ lên à, nó cũng là một cái khuy gì nó ra những cái này ha, sẽ bỏ cho đèn rồi em gì đó đâu ra đây. Alex Alex làm cái đá cẩm thạch cho coi nha. Rồi, đá cẩm thạch. Alex sẽ làm thử cái màu cho coi nha. À, rất là đẹp, rất là sang. Đây, ha. Đó, các bạn nhớ nha, các bạn mua một chai xếp ba bộ này về, các bạn không cần phải làm nhiều màu giống Alex ha. Các bạn có thể xài một màu thôi cũng được rồi, các bạn không cần phải xài nhiều quá. Đó, ví dụ như Alex làm một cái mẫu cho mọi người xem thử ha. Có nhiều bạn mua về rồi làm một lần nhiều quá thì nó nhìn nó chu mất ha. Đó, cái nghệ thuật là các bạn phải nhìn được điều đó ha. Rồi ví dụ như Alex làm một cái mẫu cho này đi. Đây là làm một cái thử này này ha, cho mọi người xem thử ha. Ok, trước khi mà các bạn làm muốn ba bộ nó đẹp hơn nữa thì đây cũng là một cái mà để chia sẻ cho mọi người này. Các bạn muốn nó làm đẹp hơn nữa, các bạn có thể dùng cái, các bạn có thể dùng hai cách ha. Các bạn có thể dùng hai cách. Đây là cái mẹo mà là chia sẻ cho mọi người làm marble nha. Đó. À, cái này là cái thích là chia sẻ cho các bạn, có thể dùng chai mát bỏ lên, dùng chai mát nha, bỏ lên xong các bạn làm marble. Các bạn thử ra là làm thử đi, các bạn sẽ thấy nó chạy đẹp lắm ha. Các bạn bỏ vô đèn xong nó ra thành mát nha. Bởi tại sao các bạn nhìn có nhiều tác phẩm mà họ làm nó đẹp như vậy? Tại vì có thể các bạn copy nhưng các bạn copy không được, tại vì họ dùng cái mask nên họ làm bỏ như thế này. Các bạn nhìn nó loang rất là tự nhiên này. Còn thấy không? Này, thấy không? Còn thấy khác không? Này. Nhìn thấy chưa? Còn thấy khác không? Đó, cái thứ hai nữa. Đó, các bạn có thể họ có thể bỏ đi trong này cái này ha. Trong này cái. Trong này cái các bạn thấy không? Đó, nó sẽ nằm yên như vậy ha. Bởi tại sao các bạn thấy có nhiều cái các bạn làm, ủa tại sao nó chạy như vậy? Các bạn không biết nguyên nhân tại sao ha. Bỏ thêm một cái này nữa. Đó, tùy. Đó. Đó, còn thấy không? Xong rồi. Đó. Ha, xong ha. Đó. Đó, còn thấy không? Đó, xong rồi như vậy ha. Xong rồi còn có thể bỏ một xí acetone lên đây. Acetone nha, các bạn nhớ nha, bỏ acetone lên này. À, cho nó loang là ha. À, cho nó loang là tự nhiên. Đó. À, cho nó loang là tự nhiên nha, ha. Đó, bởi tại sao có nhiều cái màu, các bạn biết tại sao mà nó chạy, tại sao có nhiều cái nó không có chạy. Đó là nguyên nhân tại sao nha. Đó, đây là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể làm bằng cách này. Các bạn có thể dùng gel loang. Gel loang là cái thấp loang này ha, các bạn có thể đánh bằng cái thấp loang này, này ha. Đó, nó đẹp lắm, cực kỳ luôn. Đó, loang rất là đẹp. Đã kết loang rồi còn kết loang nữa. Đó. Những bạn nào mà chưa có cái thế này có thể mua cái chai này, cái này rất là hay. Các bạn thay vì các bạn dùng cái ma bộ, các bạn có thể dùng thay vì các bạn có nhiều cái nước sơn đúng không? Khách họ muốn khiếp với cái tay họ thì các bạn thể dùng cái thấp mát này, các bạn làm bằng cái kia cũng được ha. Đó, thì bây giờ là sẽ làm cho mọi người xem thử ha. Này, cho nó loang lên, các bạn thấy nó loang thấy chưa? Các bạn thấy cái cho loang nó khác nha, mỗi cái nó khác nhau. Đó, mỗi cái nó khác nhau, các bạn thấy chưa? Mỗi cái nó khác nhau thấy chưa? Mỗi cái nó khác nhau. Đó, cái này lên. Đó. Họ có thể dùng cái này giả bông hồng hay là giả cái gì cũng tùy theo mỗi người ha. Đó, xong rồi. Đó, bỏ lên cái nữa. Đó, các bạn chạy rì lên cái nữa ha, tùy theo mọi người thích. Đó. Đó. Xong rồi các bạn có thể dùng cái gì? Các bạn có thể dùng cái acetone đúng không? Các bạn có thể bỏ lên. Đó. Tùy thôi. Đó. Thấy chưa? Thấy không? Nó ra cái này này ha. Đó. Tùy theo mỗi mình thích. Đó. Xong rồi các bạn có thể, xong rồi các bạn đổ cho đèn khô chứ cha lệch nha, bỏ cho đèn xong rồi chập nó lại sẽ cho các bạn coi cái foil in này. À. Đúng rồi, cái thấp khôn thấp cốt này hay lắm. Thì cái chai này thì các bạn có thể lên website mua, nó gọi Lucky
ta lại đặt cái lucky là gì, có nghĩa là bạn nào mà may mắn á, thì nó ra đẹp, còn bạn nào mà không may mắn á, coi như hư nguyên cả chì lẫn chài, nên là lại đặt cái lucky, tại vì á, mỗi người cái mỗi cái khác ha. Lưu ý ha, lưu ý mà chị nó làm cũng chắc Alex cũng bó tay ha. Thì lưu ý cứ qua bên Alex thì Alex dạy bạn vũ chương cho. Đó. Nói chung là các bạn nhớ, các bạn muốn làm một design như vậy á, không có ai mà tự nhiên họ làm được hết, họ ngồi họ làm thực tập rất là nhiều. Ngày xưa mà Alex chưa biết về mọi người, Alex phải làm nát mấy cái tay của Alex là mới làm được gì. Tại vì chỉ có bàn tay mình mới có thời gian vậy thôi, chứ không có ai mà ngồi mình lãnh cho mình làm gì đâu. Tại vì chỉ cần một người mà làm mà cứ hơi mệt quá, làm nhanh lên chưa, xong chưa là các bạn không được một cái tác phẩm. Nên các bạn phải làm trên tay của mình, để các bạn mới biết được một điều đó. Đó, nên các bạn phải cố gắng nha. Đó. Chỉ có làm trên tay mình đó, các bạn mới làm đẹp được thôi. Có nghĩa là các bạn học ra được rất là nhiều. Đó, khi các bạn làm được là các bạn làm tay khách rất là dễ ha. Cố ý giống như Louis cũng làm một làm những tác phẩm rất là đẹp này ha. Các bạn cố gắng đó. Rồi bây giờ này, Alex sẽ bỏ cái này lên cho mọi người xem thử ha. Đó. Thì đây là những cái mà cơ bản là chia sẻ cho mọi người qua thôi. Khi các bạn làm á, ví dụ các bạn có thể làm ra nhiều cái móng như thế này, rồi các bạn sẽ học ra một điều á, cái nào nó sẽ phù hợp ráp với những cái design. Đó, chứ không phải là cái nào nó cũng phù hợp với cái nào hết nha. À, các bạn nhớ phải phải thực hành nhiều, thứ hai là phải thực nghiệm bên tay của mình nhiều thì các bạn mới làm được. À, cố gắng. Rồi bây giờ này là sẽ bỏ nhẹ lên đây, các bạn thấy không, khi là vẽ cái vân đá này tùy theo mọi người thích thôi ha. À, đây là lịch làm sản phẩm này, lịch làm ra nhiều màu cho mọi người xem thôi, nhưng mà khi lịch làm trên trên tay khách á, làm tay khách á, tùy theo màu thì lại sẽ phối theo tùy theo mỗi cái tông màu. Đại khái như chị Lâm vừa rồi cũng like một độ nail pink á, thì chị chỉ bỏ hai màu thôi, tùy theo mỗi cái màu mình phối ha. Rồi anh sẽ bỏ cái đèn thử như vậy ha, xong rồi anh sẽ cho mọi người xem thử cái đất ha. Đó. Còn mà các bạn vẽ mấy cái like guốc rồi đó thì các bạn cố gắng á, thì có một người rất là giỏi bên trên hay những người kia họ vẽ rất giỏi, các bạn có thể đăng ký cái lớp học. Tại vì các bạn nhớ có nhiều cái cơ nâng cao các bạn phải đi học, tại thật sự tại các bạn phải đi học, tại vì cho các bạn phải biết cách ráp, chứ không phải là tự nhiên các bạn ráp được nha. Có những cái high level các bạn phải đi học đó. Nên sau khi các bạn học cái lớp xong, các bạn sẽ thấy sự khác biệt ha. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ cái phôi cho mọi người xem thử này. Đó, thì ví dụ trong cái ngành nail này, ví dụ bạn nào mà nhanh trí hay học nhanh á, thì có thể nhìn qua là biết liền. Có nhiều bạn mà ví dụ các bạn chưa có biết được á, thì các bạn có thể đăng ký cái lớp, các bạn học thì các bạn sẽ biết. Đó, bạn thấy không? Là sẽ bỏ lên. Ô, lại bỏ nhiều quá. À, bỏ nhiều quá. Nãy quên bỏ nhiều quá. Thấy không? Đã có thể mình xong rồi đó. Ví dụ đôi khi mình xong rồi mình nhìn vậy rồi mình có thể làm ra một cái tác phẩm khác, thấy không? À. Hên xui đó mà. Đúng rồi, lucky là hên xui. Linh mắc cười quá ha. Rồi ha, rồi bây giờ là sẽ bỏ cho mọi người xem thử ha. Đó. Nên các bạn cứ tìm tòi ha. Rồi bây giờ nữa là sẽ làm cái marble này cho em gái kia, nãy giờ chắc em ngủ luôn rồi. Rồi. Đó. Nói chung nghệ thuật này thì nó bao la lắm, nghệ thuật này nó bao la lắm. Nói chung là các bạn thỏ thời gian ra thì các bạn sẽ gặt hái được ha. Rồi bây giờ là sẽ bỏ cái marble này này. Em gì đó ơi đâu rồi, chạy về đây. Đó, thì lại sẽ lấy cái màu này là màu lính nha. Đó. Vô, màu lính bỏ vô. Đã cẩm thạch đúng không? Bây giờ là sẽ bỏ lấy hai màu xanh này vô ha. À, đúng rồi, lại quên mở cái màu này, đợi là xin nha, là sẽ mở cái màu nữa. Còn lại chết lại lấy từ từ nha. À, lấy từ từ thôi, bút ra cho lại bút ra. À, các bạn phải tưởng tượng sao là các bạn ráp được cái bố cục của cái màu nó vô nó chỗ cho lệch nha. Tiếp tục qua màu kia, nhớ là phải ướt. À, nhớ là phải ướt. À, phải ráp cho nó vô thành bố cục. À.
Rồi. Xong rồi bây giờ là sẽ ráp kim tuyến cho nó ha. Nó sẽ bỏ một xí hai màu là sẽ quấy đây. Thấy không? À, xong rồi ha. À, xong rồi Alex sẽ bỏ cái này lên. À, đây là những cái vân đá cẩm thạch đó, các bạn bỏ lên thấy chưa? Này, nó ra vân đá thấy chưa? À, xong rồi em cắt tùy theo tự em design thôi ha. À, em không bắt buộc phải làm giống của người kia, tùy theo mỗi cái trong ID trong đầu của mình thôi. Ha. Xong rồi đúng không? Bây giờ em sẽ khâu vô cái đá này. À, nhớ nha, phải cắt sao cho nó giống nha. Ha. Đó, khi mà xong hai class thì xong rồi mình sẽ lấy hai màu này ha. Mình sẽ lấy hai màu mình bỏ vô. Đây khóa nó lại, khóa nó lại ha. Khóa nó lại. Mình sẽ cái vô nhẹ cái nữa. Ha, khóa nó lại để cho nó vô đẹp ha. Xong rồi anh sẽ lấy một xí kim tuyến này ha, trong cái thời gian mình làm á. Tự nhiên các bạn sẽ có những cái ID riêng cho mình nè ha. Ok chị giải thích nha. Bye chị. Này, các bạn thấy không? À, các bạn ráp vô. Các bạn thấy ráp kim tuyến vô. Tùy thôi. Rồi xong rồi, bây giờ này, các bạn để vậy thì nhìn nó thô lắm đúng không? Các bạn phải làm sao cho hai cái vân này đi vô này ha. Trong khi mà nó đang còn ướt vậy các bạn có thể thấy được cái marble được, tại vì nó đang còn ướt nên còn phải làm khóa lại cái trong vần đầu ở đây. Mình chạy khóa lại cho nó bột nó ướt ướt xí nha. Đó. Cho nó nằm trong hết này. Đó. Trong quá trình làm vậy xong rồi mình có một cái idea nữa thì các bạn thể bỏ cái marble lên cũng đẹp này ha. Thấy không? À, bỏ lên luôn cũng được nữa. Đó. Còn thấy không? Đó. Xong rồi lại sẽ bỏ thêm xí kim tuyến nhỏ vô. Kim tuyến nhỏ vô này, nhìn này. Chạy từ lên xuống. Đi vô, đi hỏng cỏ lên nha. Đó. Hả? Đi hỏng cỏ lên. Đó. Tùy theo mình nối nha. Đó. Nói chung đây là cái mà basic cơ bản là để chia sẻ cho mọi người. À, khi các bạn làm các bạn phải nhớ ráp cái bố cục sao cho nó đẹp ha. À, em mới vô làm nail, em làm chưa kịp đúng rồi. Ô thank you nha. Xong rồi đúng không? Đó, bây giờ các bạn sẽ bỏ cái nhiều. Xong rồi đã lại các bạn thấy ở chỗ này nó hơi một xí bố cục thì anh sẽ làm phối cái này cho đẹp này. Nghệ thuật này nó bao la lắm, các bạn nhớ nha, nó đòi hỏi rất là nhiều mọi thứ, từ cách các bạn làm xong, các bạn chụp hình, rồi các bạn phải sửa hình, nó có nhiều thứ lắm. Nhưng mà khi các bạn nhớ, khi các bạn bấm enter lên một cái computer, là các bạn bấm enter lên lên social media rồi là các bạn không được chỉnh sửa hay là gì nữa, nên nó bao gồm lắm ha. Nên các bạn phải nắm được những cái kỹ thuật thì các bạn sẽ làm được ha. Và sẽ bỏ một xí đây, một xí nữa, quậy nữa là xong. Thứ hai nữa phải có sự kiên trì nữa. À, thấy không? À, rồi xong cái bên đá này, ha. Anh sẽ bỏ clear lên. Giữ 3 giây. À, nói chung là cái này anh lịch màu ra lịch sẵn thì anh lịch phối ra nhường màu cho mọi người luôn. À, thấy không? À. Xong rồi ra thấy chưa? Đó. Đó, xong rồi mình ngồi mình nhìn lại mình kiểm điểm nữa, mình rút ra một bài học. Ô lần sau cái này đừng bỏ màu nhiều quá, ô lần sau bỏ ít lại thôi, ô lần sau phải nhiều thêm một xí nữa, hiểu không? Đó, nói chung là các bạn phải làm nhiều. Đó, phải làm nhiều mình mới rút ra bài học được, không có ai không mà giỏi được hết. Nhìn thấy không? Này, nó hiện lên thấy chưa? Ở khi các bạn bỏ cái treo lên các bạn sẽ thấy nó hiện lên rất là đẹp. Đó, xong rồi ha. Đó, xong rồi để khái. Đó là cách thứ nhất, còn có thứ hai là các bạn có thể làm ombre. Ombre là có thể các bạn làm như thế này. Ombre. Lại sẽ đắp thử ombre cho mọi người xem thử ha.
Henry, Alex sẽ làm thử màu màu này, màu này chắc hai màu phản quá, mà chơi luôn. À, giờ chắc giờ này chơi luôn. À. Alex sẽ làm ombre thử hai màu này nha. À. Các bạn thấy giúp Alex share video em được không? À. Thì những bạn nào mà chưa có supply thì có thể lên website order nha. Và các bạn chuẩn bị rồi, xong rồi ha. Rồi bây giờ Alex sẽ kéo ombre thử cho mọi người xem thử ha. Alex sẽ đắp thử cái màu pink đi, nút pink ha. À, cái nút pink bên này của Alex đó, nó làm cho tất cả các cái ombre luôn. Rồi. Rồi, bây giờ các bạn nhìn nha. Cái website hả? Website lại tên là Chasnail nha. Chasnail.com này. Các bạn nhìn nha. À, kéo ra kéo về vừa thôi nha. À, xong rồi nhìn này nha, còn lấy nè, lấy cái thằng này bỏ vô. Ok, em nhìn nãy đó rồi, bỏ vô. À, bỏ vô tùy theo bên đá nha. À, đây là cái ví dụ là chỉ cho mọi người thôi. À, mọi người có thể làm theo kiểu khác cũng được nữa. Sắp rồi. Nhẹ thôi ha. Đó, cái ông rồi cái bỏ vô cắt xéo xéo bỏ vô nha. Đây là cái ví dụ thôi. Đó, các bạn có thể bỏ vô từ từ này. Đó, ha. Đó. Xong vậy đó ha. Đó cũng là một cái cách các bạn làm ông rồi. Nó tùy nhiều cách lắm. Đó, bỏ vô. Xong rồi các bạn thấy bỏ bột lên. Bột clear lên. Ha. Ngày mai làm như vậy thử đi, lấy tiền. Đó. Thấy chưa đẹp không? Này nhìn này. Nó nằm trong đó hết, thấy chưa? Nó hiện lên bên đá này. Này. Thấy không? Đó. Đó. Lúc mà rảnh đó, ngồi làm nó xí nữa thấy không? Đó. Rất là đẹp. Đây là làm cho mọi người coi mẫu thôi. Đó. Còn nó lịch ngồi nắm nó thì nó khác nữa. Đẹp không? Cái đẹp quá trời ơi, cái nó hiện lên cái giống như ma cà rồng vậy này, thấy không đó, rất là đẹp ha. Rồi xong rồi Alex sẽ bỏ treo lên này, thử cái thằng này thử ha. Các bạn học hỏi ở rất là nhiều đúng không? Đó, thì những về những cái design các bạn mua thì có thể coi Alex diễn ha. Rồi cái bạn gì đó nãy rồng lánh rồi, bạn gì nãy mà đã cấm thật rồi, chạy ra đây làm thử giao lẹp hai thử nha. À. Bây giờ là sẽ bọc phờ qua lại, bỏ treo xong lại. À. Nhìn này ha, cái bàn nó nãy rồi bỏ lên này. Thấy không, nó hiện lên hết này. À, quá đẹp. À, nó này cũng ra cấm thật vậy đó. Sẽ bỏ đèn. Đẹp không? Thấy chưa? Đẹp, thấy không? Nằm trong hết rồi này. Đó, nằm cho sơ sơ vậy nó quất mấy chục động dễ ha. Đó, thấy không? Đó. Xong rồi dũa ra thôi làm nó cũng đẹp, thấy không? Dũa ra thôi. Đó. Hoa đá mất rồi, đúng rồi hoa đá. Nhờ con hoa đá. Mà kỹ thuật Alex chia sẻ cho mọi người ha. Cố gắng nắm nó, cố gắng làm thì sẽ làm được thôi. À, tại vì đây là Alex chỉ múa cho mọi người xem thử cách test, nhưng mà khi Alex làm á, thì Alex sẽ ráp ráp cái bố cục á, cho nó phù hợp
Còn các bạn đã nắm được cái basic của Alex, làm sao ra được như vậy rồi các bạn sẽ học được rồi đúng không? Các bạn làm rất là nhanh. Ví dụ Alex làm thử cái âm rì, cố gắng lên ha. Làm cái âm rì hai màu thử cho mọi người xem thử. Alex thích hai cái màu quá. Về ăn sinh nhật đi đúng không? Ok em về liền. Bây giờ mấy giờ rồi? Ok chị push sơ qua này ha. Thứ bảy này Alex mới tổ chức lắm nên cũng có gì hết. Thì hôm nay cuối tuần ai cũng đi làm hết nhìn ha. Anh sẽ bỏ lên cái màu pin này, cái màu này có thể em làm khó anh xíu nha. Wow, cái màu đẹp đó. Ha, màu đẹp đó. Đẹp quá. Thấy không? Đẹp quá. Ha, vậy đi ha. Rồi bây giờ Alex sẽ lấy ra cho mọi người xem thử ha. Này nó hiện lên nè, thấy chưa này đó. Vậy thôi, nói chung là các bạn cắt theo xéo, các bạn bỏ theo tùy theo mỗi các bạn thích ha. Các bạn không cần phải làm theo của Alex ha. Đó thì cái kỹ thuật nó làm như vậy thôi ha. Rồi Alex chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ha. Rồi, ngày mai là hốt hốt để là đóng cái khu bột lại hết xong là ta. Thank you chị nha. Thì Alex sẽ cho các bạn coi sơ qua cái set mà 200 màu này này. Đây là cái set mà LG. Còn đây là set 200 màu của Alex ha. Nó tới đây nè ha. Đó thì nó có đủ luôn, khi các bạn tới đây các bạn mua màu á, các bạn có thể chọn exactly cái màu các bạn thích ha. Các bạn không có bị lộn mua nhầm cái màu mà nhìn ở ngoài nó khác nhưng mà ở trên nó khác ha. Đó, rồi xong cái Alex sẽ cho các bạn coi cái session cái bột đây, các bạn sẽ chọn màu. Đó, thích màu gì chọn gì đó, các bạn lẻ luôn nha. Các bạn lẻ luôn. Đó. Vậy ha. Bye bye mọi người.